Xin được gửi lời chào thân thương tới các thầy giáo, cô giáo có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Chào mừng các thầy cô giáo đến với buổi học thứ tư của khóa học Canva cơ bản. Chúc các thầy cô giáo tham gia khóa học thật vui vẻ và bổ ích. Hãy comment số 10 để truyền cho nhau năng lượng tuyệt vời nhất. Vâng, cảm ơn số 10 cô Thanh Tâm, cô Như Ngọc, cô Phi Thảo. Rất tốc độ, cảm ơn cô Thanh Hương. Cảm ơn những con số 10 năng lượng của các thầy giáo, cô giáo có mặt trong phòng Zoom hôm nay. Vâng, tôi là Chu Thị Mai, đến từ Diễn Châu, Nghệ An. Rất vui được đồng hành cùng các thầy cô giáo trong buổi học thứ tư của khóa học tuyệt vời này. Vâng, đặc biệt xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các thầy giáo, cô giáo. Xin được gửi lời cảm ơn tới cô giáo Thanh Tâm, người thuyền trưởng của câu lạc bộ Olympic, thầy giáo Nguyễn Văn Thành, chuyên gia Canva, cùng các thầy giáo, cô giáo trong câu lạc bộ Olympic đã tạo điều kiện để tất cả chúng ta có được buổi học tuyệt vời này. Hãy comment cảm ơn trong phần chat. Cảm ơn nào. Vâng, cảm ơn thầy Văn Đoàn, cô Thanh Hương. Cảm ơn các thầy cô giáo rất nhiều. Cảm ơn cô Nguyễn Thủy. Cảm ơn tất cả các thầy cô giáo có mặt trong phòng Zoom hôm nay. Vâng, thật là tuyệt vời khi các thầy cô giáo đã lựa chọn gác lại rất nhiều công việc để tham gia lớp học tuyệt vời này. Tôi chắc chắn rằng sau khóa học này, các thầy cô giáo sẽ trở thành những người giáo viên với kỹ năng Canva và với những sản phẩm về Canva tuyệt vời. Hãy comment tuyệt vời và dành cho tất cả những người trong căn phòng này những bông hoa, những trái tim và những tràng pháo tay thật lớn. Vâng, cô Phi Thảo tuyệt vời, Thanh Tâm tuyệt vời. Cảm ơn cô Nguyệt Thủy tuyệt vời, cô Thanh Hằng rất nhanh chóng. Cảm ơn các thầy cô giáo rất nhiều. Và chúc mừng các thầy cô giáo đã có cơ hội tham gia buổi học hôm nay. Vâng, và qua 3 buổi học vừa rồi, các thầy cô giáo đã thực hiện được kỹ năng nào về Canva? Hãy comment giùm cô chúng mày nào. Xin mời các thầy cô giáo. Qua 3 buổi học vừa rồi, chúng ta đã thực hiện những kỹ năng nào? Hãy comment nào. Thiết kế logo rất tuyệt vời. Chúc mừng cô Phi Thảo. Còn gì nữa nào? Các thầy cô hãy comment ngắn hai từ cho nhanh ạ. Đâu nữa rồi, chúng ta đã thực hiện được kỹ năng nào? Các thầy cô bây giờ sẽ không lo mình thua học trò của mình nữa, đúng không nào? Poster, chính xác, thiệp. Chúc mừng các thầy cô giáo rất rất nhiều. Chúc mừng cô Bạch Duyên. Chúng ta có thể tạo được logo, poster. Chúc mừng tất cả các thầy cô giáo. Vâng, và thật là tuyệt vời. Với những kỹ năng về Canva thì các thầy cô bây giờ có thể tự tin và có thể tạo cho học sinh khi hoạt động nhóm hay ở lớp hay là ở nhà. Các em có thể thực hiện một số kỹ năng tuyệt vời hơn nữa các thầy cô có thể học tập trong buổi học hôm nay. Và để buổi học hôm nay được hiệu quả, được năng lượng trước khi đón tiếp giảng viên của chúng ta, xin mời các thầy cô giáo hãy quay trở lại nhóm Zalo của mình và hãy hành động theo cô giáo chúng mày nha. Và bây giờ xin mời ban tổ chức hãy gửi nội dung link Zoom vào phần ô chat. Xin mời ban tổ chức hãy gửi dùng link Zoom vào ô chat và mời các thầy giáo cô giáo hãy copy link Zoom mà ban tổ chức gửi vào ô chat. Sau đó quay trở lại nhóm Zalo. Các thầy cô hãy dán link Zoom vào phần tin nhắn trong nhóm Zalo của mình.
và hãy nhắn bạn bè đồng nghiệp vào giúp tôi. Đã đến giờ. Điều tuyệt vời sẽ đến với chúng ta trong buổi tối hôm nay. Sau đó các thầy cô hãy nhắn gửi link dung này vào nhóm Zalo hoặc các thầy cô có thể chia sẻ link dung tới bạn bè đồng nghiệp bằng cách nhấn vào biểu tượng chia sẻ gửi đến nhóm Zalo mà mình tham gia. Hoặc gửi đến bạn bè đồng nghiệp của mình. Sẻ. Vâng, phòng Zoom của chúng ta hiện đang có 53 thầy cô giáo. Chỉ mỗi thầy cô giáo có một người vào phòng Zoom thì làm cho phòng Zoom của chúng ta nóng lên. Xin cảm ơn các thầy cô giáo rất nhiều. Vâng, và ai ai đã gửi được link Zoom vào nhóm chia sẻ cho bạn bè đồng nghiệp cùng vào Zoom tham dự, hãy comment tôi vào ô chat nào. Những thầy cô nào đã chia sẻ link Zoom hãy comment tôi vào ô chat nào. Vâng, phòng Zoom của chúng ta đang tăng lên. Xin cảm ơn các thầy cô giáo rất rất nhiều. Cảm ơn cô Phi Thảo, cô Bạch Duyên, cô Nguyễn Thủy. Cảm ơn cô Thúy Liễu. Cảm ơn các thầy cô giáo rất nhiều. Vâng, sau khóa học hôm nay, các thầy cô sẽ có thể tạo ra cho mình được những logo, poster và đặc biệt hơn, các thầy cô cũng có thể tạo được logo sản phẩm đăng lên Facebook, quảng cáo cho công việc của mình, hay các thầy cô giáo kinh doanh thêm cũng có thể quảng cáo cho mặt hàng kinh doanh của mình. Điều này có tuyệt vời không ạ? Hãy comment tuyệt vời vào ô chat đi ạ. Vâng, cảm ơn cô Vũ Khuyên, cô Ngọc Như. Cảm ơn các thầy cô giáo rất nhiều. Vâng, và bây giờ con số trong phòng Zoom của chúng ta đã tăng lên 61 thầy cô giáo trong phòng Zoom. Đây cũng chính là điều tuyệt vời đến với câu lạc bộ của chúng ta hôm nay. Vâng, và để buổi học được hiệu quả, hôm nay xin mời các thầy cô hãy lưu ý các yêu cầu sau. Một, hãy chọn cho mình một chỗ ngồi thật thoải mái, trang phục lịch sự, tắt mic, mật cam hay nền lớp học, chuẩn bị cho mình một cốc nước để bổ sung kịp thời cho cơ thể. Hai, hãy chọn cho mình một không gian yên tĩnh để có thể thật sự tập trung, tích cực tương tác để truyền năng lượng cho mọi người. Và khi chúng ta tích cực tương tác thì giảng viên sẽ có thêm động lực để cung cấp những kiến thức tuyệt vời hơn nữa. Ba, nếu có thắc mắc gì, các thầy cô hãy bấm vào biểu tượng giơ tay hoặc comment vào phần chat. Ban tổ chức sẽ hỗ trợ cho các thầy cô một cách nhanh nhất và kịp thời nhất. Nếu đồng ý với ba yêu cầu trên, các thầy cô hãy comment số 3 nào. Các thầy cô đồng ý với ba yêu cầu trên, hãy comment số 3 đi nào. Vâng, cảm ơn những con số 3 rất nhanh chóng năng lượng trên ô chat của các thầy cô giáo. Xin cảm ơn các thầy cô giáo rất rất nhiều. Và một lần nữa, cô Mai xin kính nhờ các thầy cô giáo hãy chia sẻ link Zoom của mình
cho bạn bè đồng nghiệp cùng vào tham dự một cách nhanh chóng. Thời gian vào học của chúng ta đã chuẩn bị bắt đầu. Các thầy cô đã sẵn sàng để bước vào buổi học, hãy comment sẵn sàng nào. Vâng, sẵn sàng đúng không ạ? Và khi mà học trò đã sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện. Vậy đó là ai? Và cô Mai xin mời các thầy cô hãy xem một video mà cô Mai đã làm trong cái buổi học cuối cùng của lò luyện thép giảng viên Pro Teacher Army. Xin mời, kính mời các thầy cô giáo cùng xem. Chúng tôi là những chiến binh kiên cường, cầu thầy cho em có đi à. cùng con về. Cô giáo thanh tâm, nghiêm khắc nhưng yêu thương, đã dẫn dắt chúng tôi vượt qua chặng đường dài. Cảm ơn cô thanh tâm đã đi, đời thầy ôn truyền. Chúng tôi qua được chặng đường những ngày gian nan trong lò luyện thép, cô luôn cổ vũ không gì là không thể. Cảm ơn cô thánh tâm đã ký, người thầy luôn truyền cảm hứng đong đầy những câu nói vàng lúa trong tim chúng tôi. Chúng ta sẽ tỏa sáng rạng rỡ muôn chăm sóc chúng tôi như ngọn lửa cháy, giúp chúng tôi tự tin tỏa sáng ngày mai. Cảm ơn cô thánh tâm đã ký, người thầy luôn truyền cảm hứng đong đầy những câu nói vàng luôn trong tim chúng tôi. Chúng ta sẽ tỏa sáng rạng rỡ hơn người. Giờ đây chúng tôi sáng đón nhận mọi thứ thách đến. Cảm ơn cô giáo thanh tâm yêu dấu, chúng tôi mãi biết ơn và yêu thương cô. Chúng tôi mãi biết ơn và yêu thương cô. Chúng tôi sẽ tỏa sáng nhờ tình. Thầy cô giáo thấy có tuyệt vời không? Hãy comment tuyệt vời đi nào. Cảm ơn thầy Đoàn, cảm ơn cô Phi Thảo, cảm ơn cô Vũ Khuyên. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, như vậy người giảng viên của chúng ta trong buổi tối hôm nay là hãy comment cái tên đi ạ. Rất tuyệt vời ạ. Rõ ràng là các thầy cô sẽ đoán chính xác đúng không ạ? Vâng, chính xác. Và chúng ta bây giờ hãy thả những trái tim yêu thương, những bông hoa rực rỡ lên đôi chat để chào đón sự xuất hiện của cô giáo Dương Thị Thanh Tâm, người sẽ giúp chúng ta
tuyệt vời hơn trong phần mềm Canva của buổi tối hôm nay. Chúc cho cô giáo Thanh Tâm cùng các thầy giáo cô giáo thiệt nhiều sức khỏe, niềm vui và năng lượng. Cảm ơn cô Trương Mai xinh đẹp. Nãy giờ cô thấy MC chúng ta rất tuyệt vời thì hãy thả trái tim bông hoa dành cho cô Trương Mai đi ạ. À. Thực ra cô Tâm rất là vui ạ. À. Và cái bài hát cô Trương Mai làm tặng cô Tâm rất là xúc động khi mà cô Tâm xem lần đầu. Rất là biết ơn các đồng đội, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nãy giờ cô muốn là làm được video giống cô Trương Mai đấy ạ. Là tuyệt vời ạ. Cảm ơn các thầy cô. Và rất là vui khi hôm nay ngày cuối tuần mà chúng ta vẫn ngồi đây để có thể đồng hành cùng nhau và kết thúc được cái khóa học Canva cơ bản này. Nhiều khi lên Zoom chúng ta chỉ cần nhìn thấy nhau cười với nhau là xong rồi, rời Zoom cũng được đúng không? Rồi, cảm ơn các thầy cô. Mấy thầy cô thấy là vào đây chỉ cần nhận được năng lượng xong là chúng ta rời Zoom là chúng ta có thể nghỉ được. Thì chúng ta nhập phần chat số 1 nào, hay là ai không đồng ý thì nhập số 0 nào. vẫn có người thích là vào đây chỉ cần nhận năng lượng xong là nghỉ thôi đúng không? Đấy, cô Tâm nói em ra 3 điều, bây giờ chúng ta tắt Zoom nghỉ nhá. Đấy. Rồi, cảm ơn có 2 số 0. Số 0. Chắc là nghe chưa rõ cô Tâm nói gì ạ. À, bao nhiêu thầy cô nghe thấy cô Tâm nói rõ thì nhập phần chắc số 2 ạ. Cô Tâm tưởng là mất tín hiệu cho nên là nhiều thầy cô không biết là cô Tâm đang nói cái gì, số 1 hay số 0 đúng không? đùa vui các thầy cô thế thôi. À, thực ra cái khóa học cơ bản này thì có rất nhiều thầy cô đã lâu lắm rồi, hoặc là chúng ta nghe thấy Canva rất là nhiều nhưng mà chưa từng dùng nó, hoặc là dùng nó nhưng lại chưa biết là dùng để làm gì, hoặc là khi chúng ta làm là chúng ta chưa biết cách làm thế nào cho nó đẹp nhất đúng không? Và cô Tâm rất là vui trong 3 buổi học vừa rồi, chúng ta học rất là năng lượng và rất là tích cực khi có luôn luôn có sản phẩm để gửi vào trong nhóm Zalo. Và hy vọng là trong buổi tối ngày hôm nay thầy cô cũng sẽ có sản phẩm để chúng ta gửi vào trong nhóm Zalo. Bao nhiêu thầy cô sẵn sàng có sản phẩm thì nhập vào phần chat giúp cô Tâm là sẵn sàng nào. Không học xong mà không có sản phẩm là cô Tâm lại buồn ạ. Bảo là bao nhiêu buổi học có sản phẩm hôm nay lại không có đâu. À, cảm ơn, rất tuyệt vời, cảm ơn các thầy cô. À, cô Tâm rất là vui khi mà nhìn thấy sản phẩm của các thầy cô trong những buổi học vừa rồi. Ví dụ ở đây bao nhiêu thầy cô thấy đây là sản phẩm của mình ạ. Nhìn lên nhóm Zalo mà thấy các thầy cô làm đẹp quá đúng không? Và những cái sản phẩm này chúng ta có thể là gì, nếu ai đó kinh doanh hoặc là thay thế bởi những cái sản phẩm trên lớp học của mình, hoặc là chúng ta đi truyền thông một cái vấn đề nào đó, thì đây là một cách để chúng ta có thể làm cho cái bài thuyết trình của mình nó đẹp hơn đúng không? À, ví dụ đây, đây là sản phẩm của ai? Có ai nhận ra sản phẩm của mình không? À, cô Liễu có nhắc chúng ta đổi nền về nền của câu lạc bộ thì nhiều, cô Liễu đổi luôn đi ạ. Bởi vì cô Liễu còn chưa đổi thì đúng không? À, đổi thành nền đấy không? Thành khác của cô Tâm và của cô Trúc Mai à? À rồi, của cô Hiền. Cô Hiền đã nhận ra sản phẩm của mình. Còn ai nữa không ạ? Thực sự là rất là khâm phục thầy cô khi mà một buổi học chúng ta làm ra rất nhiều, tuyệt vời đúng không? À, đây là của ai ạ? Của cô Phi Thảo. À, tuyệt vời. Của ai đây? Có ai nhận ra không? Vẫn của cô ạ. À, đúng, vẫn của cô Thảo đúng không? Rất chăm chỉ. À, dĩ nhiên là còn rất nhiều sản phẩm khác nữa đúng không? Đấy. Còn ai còn... có khi là chúng ta là về nghỉ hè là chúng ta làm quán bánh mì đúng không? Đấy. Thế là chúng ta sẽ làm cái lô... Cái hình ảnh này chúng ta đi quảng bá thì phải xịn xò không ạ? Bánh mì là của ai ạ? Có ai trên Zoom có mặt ở đây không ạ? Rất là ngon, nhìn rất là bắt mắt đúng không? Mua một bánh mì lại tặng một ly sữa. Ủa, thế này thì ai cũng mua. À, thực ra một cái tư duy rất là tích cực ở đây, bao nhiêu thầy cô thấy là ngoài chúng ta có thể dùng để chúng ta làm ở trên lớp, giới thiệu ở trên lớp học, hoặc là chúng ta đi quảng bá một sản phẩm ở đấy hay làm gì đó, thì theo thầy cô là một trong những cái điều tuyệt vời nhất khi chúng ta học xong sản phẩm này thì chúng ta sẽ làm gì? Bao nhiêu thầy cô comment đúng thì cô Tâm xem nào. Biết đâu là cuối cuối giờ cô Tâm sẽ tặng quà chẳng hạn. Ngoài cái phần mà chúng ta có thể đi giới thiệu cho mọi người xung quanh, hoặc là chúng ta lên lớp chúng ta trình chiếu cho các con, thì ngoài những cái sản phẩm như thế thì các thầy còn còn có một cái ý tưởng gì khác không? Có ai có ý tưởng gì không? Free free là như thế nào nhỉ cô Hiền nhỉ?
Chúng ta có ý tưởng gì không ạ? À, Có lẽ là gì? Nhiều khi một trong những cái tư duy của chúng ta là gì? Luôn luôn chỉ nghĩ tới đó là dạy học thôi mà. Nhưng khi chúng ta học nhiều ấy, một trong những cái tư duy gọi là cao hơn một chút, đó là thầy cô làm nào học xong cái khóa học nâng cao. Ví dụ hôm qua các thầy cô đã tham gia được khóa học nâng cao ấy, bao nhiêu thầy cô đã tham gia thì nhập vào chat giúp cô Tâm số 1 nào. Thì chúng ta phải tư duy là gì? Mình phải kiếm được cái số tiền nhiều hơn cái số tiền mình bỏ ra đi học ấy. Với cái số tiền học phí đó thì hoàn toàn là quá ít để chúng ta có thể kiếm được nhanh chóng, đúng không? Đấy, thì thầy cô hãy tư duy như thế đi ạ. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ có động lực học mạnh mẽ hơn. Học làm sao nghiêm túc và làm được sản phẩm giống như các thầy cô đấy ạ. Đúng không? Rồi, tuyệt vời. Chúc mừng tất cả các thầy cô. Và Canva thì là một phần mềm mà cô Tâm nói là nếu bây giờ ai không biết đến phần mềm này thì là gần như là chúng ta là một người rất là lỗi lạc, đúng không? Bao nhiêu thầy cô là lỗi lạc là gì ạ? Ai đã biết đến lỗi lạc là gì thì nhập vào phần chat cho cô Tâm nào. Không ai biết à? Lỗi lạc thì nhiều khi là nếu mà gắn chữ lỗi lạc thì cảm giác như là một giáo sư, một nhà nghiên cứu, đúng không? Nhưng thực ra nó là gì? Lỗi thời và lạc hậu. Một phần mềm mà rồi thầy Huyên đã biết, thầy đệ. Khi chúng ta dừng lại và có phải là chúng ta còn chậm hơn cả học sinh không? Đấy, cho nên là chúng ta làm thế nào mà khi các con hỏi mà mình biết thì tự khắc là các con sẽ rất là ngưỡng mộ thầy cô. Mặc dù là có khi là thầy cô không phải là thường xuyên dùng đến đâu, nhưng mà trong một quá trình nào đó mà chúng ta nghiên cứu thì ví dụ như cô Tâm đây thì khi cô Tâm làm về sản phẩm Canva ấy thì cô Tâm dùng nhiều nhất đó là làm giấy khen. Ví dụ như thế này. Đây là những sản phẩm cô Tâm đã làm này. Nói chung là rất nhiều luôn. Logo rồi banner, video, hình ảnh, tất tần tật là dùng Canva làm hết. Và khi chúng ta có Canva EDU và Canva Pro thì các cái chức năng của ảnh và video càng tuyệt vời hơn. Thì một trong những cái mà cô Tâm thấy rất là tâm đắc với phần mềm này đó là khi mà làm giấy khen ấy, làm rất là nhanh. Và bao nhiêu thầy cô đã làm được giấy khen rất nhanh ở trên Canva này thì nhập vào phần chat giúp cô Tâm số 2 này. Ai chưa làm được thì nhập số 0. Nếu chúng ta làm thủ công thì dĩ nhiên vẫn làm được, đúng không? Nhưng là làm nhanh ấy. Rồi cô Duyên, cô Liễu, cô Mai, không không Tĩnh. Rồi cô thầy Dũng, cô Văn, cô Hương, cô Phi Thảo chưa biết làm. Và bao nhiêu thầy cô là muốn lấy cái giấy khen này về là của mình không? Rồi, rất nhiều thầy cô đang số 0. Muốn thì nhập vào phần chat là muốn à? Biết đâu vui vui cô Tâm lại tặng. Nhà không có gì ngoài đây cả kho của Tâm đấy. Đấy, banner nền này, nền zoom này, rồi giấy khen, và tất cả những giấy khen của tất cả các năm học cô Tâm làm là ở đây này, nhiều, rất là nhiều luôn, mà rất nhiều mẫu. Thực ra thì Canva nó rất là nhiều luôn đấy, thầy cô chịu khó sưu tầm và thêm cái phông chữ đẹp vào nữa là đẹp. Và dĩ nhiên là có một cái số kỹ năng mà nói chung là chỉ khi nào làm thì cô Tâm sẽ nói và cô Tâm sẽ chia sẻ với các thầy cô trong lớp nâng cao. Còn dĩ nhiên là tặng thầy cô thì sẵn sàng tặng thôi, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu chúng ta không biết kỹ năng làm thì chúng ta lại đi làm thủ công, đúng không? Ví dụ như là một cái tệp giấy khen nó khoảng 100 học sinh chẳng hạn. Chúng ta dạy 3-4 lớp là cũng phải hơn 100 học sinh đấy, đúng không? Thì chúng ta đây ngồi gõ 100 học sinh thì không thể làm được, đúng không? Nên là chúng ta hãy học để làm. Và để làm gì? Để chúng ta, một là tự phục vụ cho công việc của mình. Thứ hai là chúng ta có thể giúp người khác và có thể biến nó thành tiền. Ví dụ như ai đó trong trường hoặc là ai đó ở bạn bè của mình bảo là giúp làm hộ giấy khen này kia. Đây cô Tâm chẳng hạn. Chị ơi chị giúp em làm danh sách cho lớp em khen thưởng cho các con ấy. Thì tự khắc người ta sẽ inbox mình. Nếu mà mình truyền thông trên cái nhóm Facebook chẳng hạn, trên Facebook. Ví dụ như mỗi một kỳ học hoặc là một sau một kỳ ấy, cô Tâm luôn luôn đăng bài lên là sau đó thưởng cho các con ngoài giấy khen hoặc có các cái quà tặng. Thì giấy khen là một cái sản phẩm mà gần như là bản quyền của mình ấy. Bởi vì mình làm thì không giống ai cả. Thứ nhất là chữ ký, thứ hai là trường rồi lớp, không thể ai giống mình được, đúng không? Kể cả có dạy cùng lớp đó thì cũng không phải là mình mà lại là người khác. Cho nên là luôn luôn lấy là bản quyền. Và cô Tâm luôn nói đùa với học sinh là gì? Đây là một cái quà tặng mà không có tiền nào mua được. Các con có ra ngoài kia học bao nhiêu thầy cô cũng không bao giờ có giấy khen giống của cô, bởi vì cô có bản quyền, đấy là chữ ký. Đấy, ví dụ như thế này. Đây là giấy khen của cộng đồng này, còn giấy của cô Tâm tặng các con đây rất nhiều. Ví dụ đây là thứ hai là cách để chúng ta tạo lên một cái giấy khen ý nghĩa để các con đọc mà các con cảm thấy rất là vinh dự. Ví dụ như một trong những động lực mà cô Tâm đã làm được là gì? Kỳ một con không được một cái giấy khen nào cả, thì có một cái mục tiêu mà con ghi ra ở trong cái phần giấy mà gửi cho cô giáo ấy,
đó là quyết tâm để cuối kỳ giành được giấy khen của cô giáo. Mặc dù giấy khen của cô là không phải của nhà trường đâu, không có dấu, nhưng mà đấy là một mục tiêu mà con đã làm được. Thì nhiều khi mình cũng cảm thấy rất vui vui đúng không? Đấy, bao nhiêu thầy cô là mong muốn là học sinh của mình cũng vui như thế. Thì nhập vào chat số 3 là con số của vui vẻ và yêu thương à. Đây ví dụ như này. À, ngoài khen tặng thì mình cũng có một cái lời khích lệ để động viên. Đấy. Là một học sinh, hoặc đây là hoạt động tích cực nhé. Ví dụ cô Tâm, trong lớp của cô Tâm chủ nhiệm, những lớp dạy thì cũng có thưởng rồi, nhưng riêng lớp chủ nhiệm thì cô Tâm chia rất nhiều đề mục. Ví dụ như là thưởng học sinh tích cực, thưởng học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, rồi lớp cán bộ lớp, rồi lại môn học giỏi này, rồi là gì à? Tóm lại là rất nhiều mục. Ví dụ các thầy cô nhìn đây đã thấy rất nhiều mẫu khác nhau rồi đúng không? Vậy là một con có thể lên nhận 5 lần và 5 cái giấy khen cầm về, rất là vinh dự chứ. Rồi, đấy là một cái sản phẩm mà cô Tâm cảm thấy rất là tâm đắc trong quá trình dạy học. Còn dĩ nhiên là ví dụ như banner của một buổi tổng kết này, rồi là video, nói chung là rất là nhiều. Thì nhưng mà có cái tâm đắc nhất trong quá trình mà cô Tâm dạy học thì đấy là giấy khen. Và hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Ví dụ như là một buổi 4 buổi học Canva thì cô Tâm nghĩ là có rất nhiều thầy cô đến ngày hôm nay ngày thứ tư, nếu đánh giá điểm số về Canva thì thầy cô sẽ đánh giá mình là được bao nhiêu điểm rồi trong thang điểm 10. Mình tự tin được khoảng bao nhiêu? Thầy cô thử nhập vào phần chat cho cô Tâm nào. Rồi, 7 điểm, 4 điểm, 8, 5, 7. Cô Vân, thầy Huyên, cô Thư Hiền, cô Phi Thảo, khiêm tốn nhỉ? Thực ra khiêm tốn cũng tốt, bởi vì ngay từ đầu đã bảo là gì? À, chúng ta để cho chúng ta rỗng, chúng ta chưa biết một cái gì cả. Thì ngay bản thân thầy cô học từ đồng đội, học từ các thầy cô trong đội nhóm, hay là qua 3 buổi học ấy, thì một trong những tư duy, kể cả cô Tâm đi học của những người khác cũng thế, cái gì mình biết rồi thì mình sẽ thực hành lại, cái gì mình chưa biết thì mình sẽ học từ đầu, và mình biết rồi thì mình sẽ hỗ trợ những người khác, hoặc là gì, mình sẽ làm sản phẩm nhanh hơn đúng không? Ở đây có cô Thu Hương số 0 à, à cô Mỹ Trang 10 à, tuyệt vời quá, chúc mừng cô Mỹ Trang. Thời điểm hiện tại cô Tâm cũng không dám nhận mình điểm 10 đâu ạ. À, thật sự là khâm phục đấy ạ. À, luôn luôn sẽ đón nhận những điều tuyệt vời từ đồng đội đúng không? Thì ngày hôm nay cô Tâm hy vọng là chúng ta học trong tâm thế là, một, biết rồi chúng ta làm nhanh, hai là chúng ta học cách để chúng ta dạy cho người khác, bởi vì chúng ta có thể là chúng ta hướng dẫn cho đồng nghiệp, chúng ta có thể hướng dẫn cho học trò, bởi vì các học trò của chúng ta cấp 2 hay cấp 3, kể cả các con cấp 1 cũng có thể làm được sản phẩm Canva, bởi vì nó rất là dễ với những cái sản phẩm có sẵn đúng không? Ví dụ như ở đây cái sản phẩm này các thầy cô có thể làm được đúng không? Cái này chưa đi. Đây. Làm trong khoảng, tính ra thì bảo là phút thì cũng không phải là nhiều, nhưng mà khoảng giây thì lại là hơi quá. Nhưng mà chúng ta làm một cái bản đấy gọi là bản gì ạ? Ai đã biết thì có thể nhập vào phần chat giúp cô Tâm đây là gì ạ? Đây là cái gì ạ? TT. Rồi, chúc mừng cô Anh Thơ. Cô Tâm chúng biết TT là gì nhưng mà cứ chúc mừng đã. Sổ trình bày. Gì nữa? Là cái gì ạ? Thuyết trình. Rồi. Cảm ơn cô Anh Thơ. Thực ra cô Tâm dịch được rồi nhưng mà cứ nói thế cho vui. Rồi, đây là một bản thuyết trình. Bình thường chúng ta hay thuyết trình bằng gì ạ? Bằng PowerPoint đúng không? Và ở đây chúng ta có thể làm thuyết trình nhanh bằng Canva. Và tại sao lại chúng ta có thể thuyết trình nhanh được? Bởi vì các hiệu ứng nó có thể có sẵn này, mẫu có sẵn này, và chúng ta chỉ việc chọn nó thôi. Và nếu mà một lúc nào đó chúng ta bất chợt được ai đó giao cho nhiệm vụ là làm bản thuyết trình thì chúng ta có thể lên Canva để tận dụng. Và những mẫu có sẵn này thì chúng ta có thể thay đổi phông chữ, cỡ chữ như chúng ta đã học mấy buổi trước thì chúng ta làm rất là nhanh và có thể trình chiếu trực tiếp ở trên Canva, hoặc chúng ta có thể tải về thành file PowerPoint để chúng ta trình chiếu như bình thường. Đấy. Rồi, rất tuyệt vời. Chúc mừng tất cả các thầy cô. Nếu mà thầy cô biết rồi thì cô làm giúp cô Tâm một bản nha. Và cái sản phẩm thứ hai, ví dụ như này, cũng dễ đúng không? Cô Tâm chỉ dạy cho những ai dễ nhất mà ai cũng học được. Thực ra hôm nay không phải sinh nhật cô Tâm đâu. Nếu cô Tâm lấy ví dụ thôi. Đây là làm gì thầy cô? Các thầy cô là đây là đang làm gì đấy? Sản phẩm gì đấy? À, thực ra thì video về sinh nhật thì tháng nào cũng có đúng không?
con mình, cháu mình, người nhà ai cũng có. Cho nên là chúng ta làm video về sinh nhật thì chắc chắn là lúc nào cũng cần. Và khi mà cô Tâm làm nhanh về video sinh nhật thì cứ lên Canva làm nhanh, rất nhanh luôn ạ. Rồi tuyệt vời, video đấy ạ. Vậy bao nhiêu thầy cô làm được như này thì nhập phần chat là được nè. Thế là xong nhá, hai sản phẩm xong rồi chúng ta nghỉ Zoom. Chúc chào tạm biệt. Và một cái sản phẩm nữa, thầy Dũng lại vẫn cứ khiêm tốn, ví dụ như này. Thực ra ý tưởng này thì thầy cô có Cô thể giáo Thanh Tâm đến từ Sóc Sơn, Hà Nội, nơi có di tích đền Sóc gắn liền với truyền thuyết thánh gióng lịch sử. Với niềm đam mê mãnh liệt với giáo dục và mong muốn truyền cảm hứng cho học sinh, cô luôn tìm tòi, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy. OK. Tức là ý tưởng ở đây là gì? Nếu chúng ta học kết hợp cả AI nữa, tức là chúng ta sẽ làm cho cái hình ảnh của mình nói được đúng không? Sau đó lại kết hợp với cái âm thanh mình ghi được, nói chung là rất nhiều thứ thì chúng ta sẽ có thể làm được ngay trên cái phần mềm Canva này. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi tạo bản thuyết trình nhá. Bao nhiêu thầy cô sẵn sàng rồi thì nhập vào chat sẵn sàng nào? Chúng ta mở trình duyệt Canva ra đi ạ. Bao nhiêu thầy cô mở được thì chúng ta nhập phần chat là R nào? Rồi rất nhiều thầy cô sẵn sàng rồi, tuyệt vời. Thực ra thì thầy cô có làm sản phẩm hay không làm, cứ tương tác được trên phần chat tích cực như thế là cô Tâm rất là vui. Mà chắc chắn là gì? Có tương tác ấy thì lát nữa trong nhóm Zalo phải có sản phẩm nhé. Một trong những hai tư duy học mà. Một là biết rồi thì chúng ta phải làm nhanh hơn đồng đội. Hai là chúng ta học là chưa biết thì phải học từng bước một đúng không? Nhưng nếu biết rồi làm nhanh hơn thì chúng ta phải làm gì? Học cách dạy cho người khác nữa. Thì chúng ta hãy tập trung vào đây và rất mong là các thầy cô hãy tập trung vào để chúng ta học được một cách nhanh nhất để chúng ta có thể làm được sản phẩm. À, tuyệt vời, cảm ơn các thầy cô rất nhiều. À, khi chúng ta vào cái trang chủ, chúng ta đầu tiên là phần bản thuyết trình. Như hôm trước cô Trinh đã giới thiệu với các thầy cô ở trên phần này có rất nhiều phần đúng không ạ? Doc, whiteboard, thuyết trình, mạng xã hội, video in ấn, trang web. Thì để vào phần bản thuyết trình, thực ra thì thầy cô chọn cái nào cũng có thể ra thuyết trình được, nhưng để gọi là chuyên nghiệp và cái mẫu của nó có sẵn thì chúng ta sẽ chọn, nó đã phân thành một từng mục rồi thì chúng ta nên vào phần thuyết trình này. Bao nhiêu thầy cô nhìn thấy phần thuyết trình rồi thì nhập phần chat giúp cô Tâm chữ T nào. Chữ thuyết trình này ạ. OK, cảm ơn các thầy cô. Thầy cô bấm vào đi ạ. Bản thuyết trình hay là bản trình chiếu? Chúng ta sẽ chọn biểu tượng. Có chữ thuyết trình. À, hôm trước cô Trinh đã hướng dẫn các thầy cô đổi về tiếng Việt rồi đúng không ạ? Thì có bao nhiêu thầy cô Canva vẫn tiếng Anh không ạ? Để chúng ta chuyển về tiếng Việt cho nó giống ạ. Thì gặp nhập vào phần chat là chữ A. Còn nếu mà chúng ta tiếng Việt hết rồi thì chúng ta sẽ làm cùng nhau cho nó đỡ bị rối. Người tiếng Anh, người tiếng Việt thì rất là khó đúng không ạ? Có ai chữ A không ạ? Có ai là tiếng Anh thì nhập vào chữ A. Có ai lần đầu tiên vào Zoom không ạ? Thì nhập vào số 1 ạ. Có khi là chúng ta lại còn chưa có tài khoản Canva ấy nhỉ? Bất chợt hôm nay ai đó mời vào đây học mà chúng ta lại không biết là đang học cái gì. Cô Duyên là tiếng Anh à? Thôi cô Duyên làm tiếng Anh đi. Cô Duyên không cần phải chuyển tiếng Việt. À, cô Nhung tiếng Anh à? Rồi. Còn ai chữ tiếng Anh nữa không ạ? Cô Nhung có cần chuyển về tiếng Việt không ạ? Hay là cứ để tiếng Anh cô Nhung vẫn làm được? Vậy là có hai cô tiếng Anh thôi. Thôi chúng ta cứ trung thành với tiếng Việt làm cho nó thống nhất đúng không ạ? Còn nếu cần thì chúng ta lại quay trở lại xem ôn lại bài hôm trước. Cô Nhung có cần chuyển về không ạ? Được, OK. Tuyệt vời, cảm ơn cô Nhung. Đấy, tinh thần học tập là cứ để tiếng Anh. Thực ra thì bình thường cô Tâm để phần mềm cô Tâm hay để tiếng Anh á? Để làm gì ạ? Để học tiếng Anh mà. Chúng ta vừa học phần mềm vừa học tiếng Anh thì chúng ta sẽ trau dồi được thêm tiếng Anh. Rồi, cảm ơn các thầy cô. À, bây giờ chúng ta sẽ lăn chuột xuống phía dưới này. Các thầy cô quan sát ở dưới này nó cũng sẽ có một số mẫu để cho chúng ta nhìn thấy được. Thứ nhất là cảm ứng từ thiết kế gần nhất. Ví dụ như là một số cái thiết kế người ta mới làm thì người ta sẽ xuất bản lên đây luôn này. Rồi đây là bài thuyết trình này, thuyết trình lên ý tưởng này và thuyết trình trò chơi. Thì khi sắp xếp theo từng mục như thế này chúng ta nhìn rất là rõ ràng đúng không? Còn nếu không thì các thầy cô có thể nhìn ở đây cũng có 4 5 phần như này.
Đúng rồi, bài thuyết trình tạo bản chống dạng 16.9 này, rồi bài thuyết trình dạng tối ưu này, rồi thuyết trình dạng 4.3 tức là dạng hình vuông này, rồi thuyết trình lên ý tưởng và thuyết trình trò chơi. Tóm lại là chúng ta dùng ở phần thanh công cụ này cũng được, còn lăn chuột xuống phía dưới này cũng được, để cô chọn cái nào cũng được. Thì ví dụ như vừa rồi cái bản của cô Tâm ấy thì cô Tâm chọn là thuyết trình trò chơi, còn thấy cô có thể chọn một cái bất kỳ. Thì thông thường là vào phần trò chơi nó có rất nhiều mẫu, còn bài thuyết trình tối ưu hay là bài thuyết trình dạng 4.3 này thì cô chọn cái nào được. À, thầy cô sẽ chọn một bản nhá. À, chúng ta vào cái phần đầu tiên này, bài thuyết trình dạng 16.9 điện. Chọn một trong những mẫu này nhá. Chọn một trong những mẫu. Như các cái phần cô Trinh đã hướng dẫn về phần thiệp mời hay logo thì bất cứ sản phẩm nào trên Canva chúng ta thao tác cũng gần như nhau. Ví dụ như mình bấm vào nó sẽ ra một cái thẻ mới ở trên trình duyệt đúng không? Ví dụ như ở đây cô Tâm có bốn cái thẻ ở trên này chẳng hạn. Đấy, thì khi thầy cô bấm vào này thì nó sẽ mở ra một thẻ mới. Tức là phần trang chủ sẽ biến mất. Đấy. Nếu mà một số thầy cô mới vào là có khi là bảo ô thế cái trang kia nó mất rồi. Đấy. Ví dụ như này. Khi đó ở bên này chúng ta đã có các cái phần mà đã giới thiệu để chúng ta chỉnh sửa, rồi có các mẫu thì thầy cô có thể chọn một mẫu bất kỳ, hoặc là chúng ta gõ vào phần tìm kiếm này và chúng ta sẽ chọn một mẫu. Bây giờ thầy cô muốn trình chiếu về vấn đề gì, thầy cô thử nhập vào phần chat cho cô Tâm xem nào. Thầy cô sẽ muốn trình chiếu về vấn đề gì ạ? Không thể chọn một mẫu bất kỳ ở đây nhé. À, một điều tuyệt vời của Canva là gì? Mỗi một cái mẫu này nó đều có, tức là nó sắp xếp các cái slide theo đúng thứ tự rồi. Mình chỉ cần chọn thôi, họp phụ huynh ạ. Rồi. Thử lên đây gõ xem họp phụ huynh nó có ra không nhé. Ở đây cô Tâm chỉ mới hướng dẫn các thầy cô là gì? Dùng cái mẫu có sẵn thôi. Còn nếu mà muốn chỉnh sửa theo ý của mình và có những cái bản quyền của mình nữa thì chúng ta phải nghiên cứu thêm về thời gian. Đây, về họp phụ huynh cũng rất là nhiều luôn. Rồi cảm ơn Nguyễn Vân Anh, không biết thầy hay là cô Nguyễn Văn Anh hay Nguyễn Vân Anh. Rồi, cô Văn là thích trò chơi. Cô Văn thích trò chơi thì vào cái phần trò chơi nhé. Rồi sau đó thầy cô sẽ chọn một mẫu bất kỳ ở đây ạ. Thầy cô chọn một mẫu bất kỳ ở ô này. Bao nhiêu thầy cô chọn được rồi thì nhập vào phần chat giúp cô Tâm là ok nào. Dễ không? Dễ lắm. Làm xong là bỏ may. Vèo cái được ngay mấy bản thuyết trình nữa. Chọn một mẫu bất kỳ. Ở đâu gõ từ tìm kiếm nữa chứ. Nếu mà không muốn gõ thì cứ chọn luôn được. Gõ từ tìm kiếm. Rồi chọn mẫu. Đó. Rất là đẹp đúng không? Ví dụ như là đây là mẫu là họp phụ huynh chẳng hạn. Thì các chủ đề của nó cũng đều là liên quan đến trường. Rồi. Thế cô chọn một mẫu bất kỳ đấy. Ví dụ cô Tâm chọn cái đầu tiên này chẳng hạn. Thì cô Tâm thấy nó rất hay ở chỗ nào ạ? Đó là nó sắp xếp đấy. Ví dụ slide 1 là gì, slide 2 là gì, rồi thầy cô chỉ việc chọn thôi. Rồi lần lượt các thầy cô sẽ chọn lần lượt từng slide này vào bên bên phải nhé. Chọn slide nào thì nó sẽ tự động update cho mình sang bên phải luôn. Và chúng ta sẽ chọn theo thứ tự của slide, ví dụ như là cái đầu tiên là slide 1 chẳng hạn. Đấy. Nó sẽ vào đây. Sau đó muốn tiếp tục sang trang thứ hai thì thầy cô sẽ bấm vào dấu cộng ở phía dưới thanh công cụ. Trình chiếu nó sẽ khác với cái phần tạo banner và logo hôm trước là nó có thêm một cái thanh điều khiển ở phía dưới này. Nên thầy cô sẽ chọn một mẫu bất kỳ theo đúng thứ tự nào. Sau đó bấm vào dấu cộng để tiếp tục tạo trang mới. Nói chung là nhanh. Nếu mà cô Tâm dạy nhanh mọi người nhấn vào phần chat là dạy nhanh nhé. Chọn một slide bất kỳ.
bằng cách kích chuột vào. Thì tự động hiện lên ở bên bên phải, chúng ta không phải kéo dê gì cả, chỉ cần kích chuột thôi là đã hiện rồi. Sau đó bấm vào số, bấm vào dấu cộng để thêm slide, thêm trang mới. Rồi ai vào được, sang được một trang mới thì chúng ta nhập vào phần chat số 2 nào. Nếu chúng ta vẫn ở trang 1 ấy mà chúng ta chọn mẫu khác ấy thì nó sẽ hiện lên như thế này. Ví dụ cô Tâm bấm vào cái slide số 2 này thì nó sẽ thay thế cái slide cũ và slide cũ biến mất đúng không? Thế là chúng ta sẽ lại quay trở lại bấm slide 1 và lúc đó chúng ta bấm tiếp dấu cộng này thì nó sẽ ra slide trắng và tiếp tục như thế. Thì cô chọn tiếp cho cô Tâm các slide tiếp theo này. Rồi, rất nhanh đúng không? Bao nhiêu slide thì cô bấm bấy nhiêu dấu cộng để mở ra cái slide mới ấy. Ví dụ ở đây của cô Tâm là có 11 trang luôn. Cảm ơn cô Lan. 1, 2, 3, 4, 5 rồi đúng không ạ? 6. Đấy. Rồi tiếp tục như thế. 7. 8. 9. 10. 11. Và các thầy cô thấy nó rất là tuyệt vời ở chỗ nào? À rồi, cảm ơn cô Duyên. À, ở đây các thầy cô thấy là gì? Nó sắp xếp theo đúng bố cục. Ví dụ như là một là chào đón này, sau đó hai là tiếp tục một cái câu khẩu hiệu gì đó của lớp học đúng không? Rồi phần 3 là giới thiệu về cô giáo học trò này. Đấy, I'm teacher này. Đấy. Rồi là gì? 4 này. Đấy. 5 này. 6 này. Vân vân. Nếu chúng ta thấy không hợp lý, ủa không sang á. À, cô Hương ơi, cô bấm chọn vào một slide này, cô chỉ cần kích chuột trái thôi, nó sẽ tự động hiện lên bên phải mà. À, hiện cả 15 slide thì chúng ta sẽ làm như sau này. Thầy cô, ở đây là khi mà chúng ta chọn từng slide ấy, thì có những slide chúng ta không thích, chúng ta có thể xóa đi. Còn nếu mà slide nào chọn thì chúng ta sẽ chọn lần lượt như thế. Còn muốn xóa thì cô có thể bấm vào slide này. Để xóa nó đi thì chúng ta sẽ làm như sau này. Chúng ta thấy ở phía dưới khi chúng ta bấm vào slide nó sẽ hiện lên dấu ba chấm này. Đấy. Thì khi đó nó sẽ có rất nhiều lệnh, ví dụ thêm trang này, tạo bản sao cho cái trang này này. Cái này gần như kiểu Ctrl+D trong PowerPoint ấy. Rồi xóa này, chúng ta sẽ bấm vào delete trên bàn phím hoặc là bấm cái thùng rác này. Và cũng có thể ẩn đi cái trang này hoặc là khóa. Khóa tức là gì? Tức là làm cho nó không có tác động gì hết thì là khóa, mình không có chỉnh sửa gì được. Hoặc là gì, nó có thể mở rộng thành một cái bảng trắng. Và cái phần này nói chung là chúng ta sẽ nghiên cứu thêm nếu có thời gian này, nhưng mà ít nhất là chúng ta muốn xóa đi một cái bản slide mà chúng ta không thích thì thầy cô có thể vào dấu ba chấm ở một slide này, kích chuột chọn xuất hiện dấu ba chấm này, sau đó sẽ bấm vào nút xóa hoặc là nhấn phím delete trên bàn phím. Rồi bao nhiêu thầy cô xóa được slide thì chúng ta nhập vào phần chat là số hay là x gì điện, bởi vì nhiều khi chúng ta lại lúng túng không biết làm nào để xóa được đúng không. Xóa đi slide slide mà không mong muốn, không theo yêu cầu thì chúng ta sẽ bấm chọn slide. Dĩ nhiên là bấm chọn trên cái gì ạ? Trên cái thanh chỉnh sửa đấy. Sau đó chọn vào dấu ba chấm. Ba chấm này. Và nhấn delete. Nhấn delete trên bàn phím cũng được, còn không thì nhấn ngay trên này cũng được, nó cũng hiện ra là tiếng Việt đúng không? Ok. Còn nếu chúng ta thấy ok hết thì chúng ta không xóa cái nào cả. Và cách thứ hai, chúng ta không đi nhấn chọn từng slide như thế. Bởi vì chọn từng slide thì chúng ta sẽ làm mất thời gian khi nó có 11 slide như này đúng không? Nhưng làm như thế thì chúng ta sẽ lược bờ, sẽ chọn được cái slide thích hợp hoặc là slide nào chúng ta không thấy thì chúng ta bỏ đi, không chọn. Thì chúng ta sẽ có thể quan sát ở đây
nó sẽ hiện lên một cái câu là gì? Áp dụng tất cả 11 sự trang này. Thì thầy cô sẽ chọn cái này thì nó sẽ áp dụng cho thầy cô luôn cả 11 trang, giống như thầy Dũng vừa nói đấy. Ví dụ như là bây giờ cô Tâm sẽ xóa hết nhé. Làm xong lại xóa hết. Đấy, đại khái là như thế. Nếu mà ai chưa làm được thì chúng ta sẽ áp dụng tất cả, chọn hết các slide. Chọn hết slide cùng một lúc. Cùng một lúc. Thì sẽ chọn. Tổng số là áp dụng tất cả các trang. Rồi, nếu mà ai mà làm chậm thì chúng ta sẽ bấm vào đó cho nó nhanh. Ok chưa? Bây giờ cô Tâm có thể quay trở lại để làm rất là nhanh. Ví dụ này, cô Tâm quay lại trang chủ nhé. Ai chưa làm được cô Tâm làm rất nhanh này. Dựa vào bản thuyết trình này. Sau đó chúng ta sẽ gõ cái từ tìm kiếm. Ở đây là học phụ huynh. Và cũng sẽ ra mẫu như vừa rồi. Và mình cũng chọn. Thì chúng ta xem là khi mà bấm vào 11 slide như thế nó sẽ nhanh như thế nào. Đây cũng vẫn ra cái mẫu vừa nãy nhé. Và giờ cô Tâm sẽ chọn cái áp dụng 11 slide. Bấm vào đây. Ồ, nó không ra 11 à? Đấy, nhanh không? Không phải bấm từng cái một. Đấy là khi chúng ta thấy là mẫu nào mình cũng thích thì chúng ta chọn hết. Và nó cũng sắp thứ tự cho chúng ta luôn từ 1 đến 11. Còn vừa rồi chúng ta làm thủ công thì chúng ta sẽ chọn từng cái một. Ok chưa? Bao nhiêu thầy cô thấy ok rồi. Thì nhập phần chắc là ok nào. Nhanh không ạ? Làm một bản thuyết trình rất nhanh. Và giờ cái thao tác giống như hôm qua cô Trinh hướng dẫn rồi. Đó là chúng ta làm gì ạ? Thay đổi theo ý của mình. Đó là thay đổi các cái... Mê luôn đúng không ạ? Chúc mừng thầy cao. Các thầy cô sẽ sửa ví dụ đây này. Parent teacher đây chính là gì? Tiếng Anh là học phụ huynh thì mình sẽ sửa. Cô Hương không có à? Thế thì cô Hương chọn một mẫu việt free vậy. Rồi thế thì hôm nào được cung cấp tài khoản thì cô sẽ làm được cái này. Đấy, ok đấy. Chúng ta sửa đi và chúng ta sẽ đổi thành gì ạ? Học phụ huynh. Và chúng ta nhớ có một cái điều rất quan trọng ở cái phần chữ này là gì nhỉ? Các thầy cô thử nhập phần chat cho cô Tâm nào. Học phụ huynh. Các thầy cô thấy chữ cô Tâm nó bị làm sao? Lỗi không đúng không ạ? Ví dụ cô Tâm là 10. Đúng rồi. Vậy chúng ta làm thế nào để cho nó phông chữ nó đẹp? Chúng ta sẽ bấm chọn vào chữ này. Ví dụ kể cả school là năm học chẳng hạn, chúng ta cũng đổi đi thành tiếng Việt là năm học chứ không để tiếng Anh nữa. Đó. Em đã gõ nhưng không ra giống cô. Cô Hà ra gì như thế nào nhỉ? Không ra tiếng Việt à? Muốn thay đổi phông chữ thì chúng ta sẽ kích chuột chọn cả ô và sau đó vào đâu nhỉ? Chúng ta sẽ nhìn thấy ở bên trên này. Khi thầy cô làm được cái bài hôm trước làm logo và làm giấy khen hay à làm cái phần thông tin ấy. Logo banner các kiểu đấy, hôm cô Trinh hướng dẫn đấy. Thì thầy cô sẽ vào cái phần có cái chữ khi chúng ta trỏ chuột vào thì nó sẽ hiện lên phông chữ. À, không không cần thiết phải giống đâu cô Hà ơi, cô ra thế nào cũng được mà. Thế thì mới cần là hợp lực của 90 mấy thầy cô ở đây thì chúng ta sẽ có 90 bản trình chiếu khác nhau chứ. Chứ không cần thiết phải giống của cô Tâm nữa nhé cô Hà nhé. Cô ra khác cô Tâm càng tốt. Miễn làm sao là chúng ta biết cách làm thôi. Đúng không ạ? À, lát nữa là chúng ta vào sưu tầm được 90 bản mang về cho mình. Các thầy cô nhất trí không ạ? Nếu đồng ý nhập vào phần chat số 2 nào. Đấy, đấy chính là học có đồng đội nó cũng hơn đúng không? À, nhiều khi chúng ta không thấy giống là lo sợ là thấy khác đúng không? Làm thế nào để chọn đúng chữ tiếng Việt đúng không? À, như vậy là cô Vân Anh hôm nay hỏi câu này. Không biết hôm trước cô Vân Anh có vào học không nhỉ? Ok, đây, để chúng ta chọn được phông chữ thì thầy cô trỏ chuột lên đây. Cái thanh công cụ để chúng ta chỉnh sửa chữ là cái thanh ở phía trên này. Phông chữ này, cỡ chữ này, màu chữ này.
Có phải khi trỏ chuột vào nó hiện lên ngay cho mình những cái dữ liệu không? Thì chúng ta không cần phải dịch. Rồi đây là gì? In đậm này, in nghiêng này, rồi gạch chân này, rồi gạch ngang này, chữ hoa, chữ thường này, căn chỉnh. Nói chung là thầy cô bấm vào đây, thầy cô thấy rất nhiều các chức năng. Thì để chọn được tiếng Việt, thầy cô sẽ chọn vào cái chỗ phông chữ này. Đấy, chúng ta sẽ chọn vào đây. Rồi, bao nhiêu thầy cô chọn được phông chữ, bấm vào chữ phông chữ rồi thì nhập vào chat là chữ số 3 đi ạ. Rồi, chữ F là khó khó thì nhập số 3 cho nó nhanh. Rồi, chúng ta sẽ đổi thông tin. Thay đổi thông tin. Trên bản trình chiếu. Hai phông chữ. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải chọn ô cần thay, cần đổi phông. Sau đó bước thứ hai là chọn vào ô phông chữ như thế này. Đấy. Thì khi chúng ta chọn vào nó thì nó sẽ hiện lên một danh sách phông ở bên trái đúng không? Cô Tâm bấm vào. Thì bên trái này các thầy cô thấy là nó rất nhiều phông. À, của cô Tâm sẽ chắc khác cũng khác các thầy cô. Đó là cô Tâm có tải phông lên. Còn của thầy cô không có thì thầy cô sẽ đi tìm. Đó là phông chữ tiếng Việt. Nếu ở phía dưới nó có cái chữ phông chữ tiếng Việt ạ. Đây ạ. Khi thầy cô thấy nó có hiện lên như này thì tất cả những cái phông ở phía dưới này thầy cô sẽ thấy được nó là, nếu tất cả các phông ở phía dưới có cái phông chữ tiếng Việt như này thì từ đây trở đi các thầy cô sẽ gõ được tiếng Việt. Đấy là cách gõ tiếng Việt ạ. Các phông gõ được tiếng Việt. Sẽ nằm ở phía dưới. Chữ đó là phông chữ tiếng Việt. Ok, các thầy cô chọn cho mình một phông đi ạ. Còn muốn tải lên như của cô Tâm thì nó phải là có tài khoản EDU trở lên. Hoặc là tài khoản Pro. Còn tài khoản free thì chúng ta không tải được đúng không? Chúng ta chọn một phông đẹp đẹp và căn chỉnh cho nó hợp lý. Ví dụ như học phụ huynh này cô Tâm chọn một mẫu ở đây nhé. Đấy, nó sẽ đều ngay. Nó không bị chữ to chữ bé nữa. Và đấy là dấu hiệu để nhận biết những ai đã học và ai chưa học. Ví dụ cô Tâm nhìn quan sát một số thiết kế của các thầy cô là vẫn bị chỗ to chỗ bé. Đó là thầy cô chưa để ý về phông. Đúng không? Tức là chưa phải là phông tiếng Việt. Yes. Ai đã làm được rồi? Nhập số 4 nào. Đấy, xong rồi đấy. Cái chữ nào mà nó không bị gọi là lồi lõm hay là to bé thì cứ để nguyên, không cần đổi. Ok, tuyệt vời. Chúc mừng các thầy cô. Cô Trang, cô Thảo, cô Minh. Ít thế, ba người rồi. Cô có cần nói lại không nhỉ? Ở các tài khoản free thì chúng ta sẽ hiện lên cái chữ phông chữ tiếng Việt thì chúng ta sẽ làm được. Còn nếu thầy cô chọn các phông ở phía trên ấy, kiểu gì nó cũng sẽ có chỗ to chỗ bé. Rồi, thầy Cao đã làm được. Ủa, hết rồi à? Không, các thầy cô giáo khác có làm đây. Ok. Và tiếp tục như thế cho các cái phần slide tiếp theo. Các thầy cô sẽ có thời gian để chỉnh sửa. Thì ở đây cô Tâm sẽ không không hướng dẫn lại những cái phần này nữa. Tiếp tục một cái trong những cái quan trọng nhất. Đó là nếu thầy cô để nguyên ở trên Canva thì thầy cô có thể trình chiếu ở trên Canva luôn. Thì cái nút trình chiếu chúng ta này, đó là cái nút ở phía góc phải này. Bao nhiêu thầy cô thấy cái nút ở phía góc phải, đó là nút trình chiếu, có cái mũi tên hai chiều này. Thầy cô sẽ bấm vào đây để chúng ta trình chiếu. Thì nhập vào chat giúp cô Tâm là số 5 nào. Ở góc phải và có mũi tên hai chiều. Ok, rất nhanh luôn.
Để trình chiếu. Trình chiếu luôn ở trên Canva nhá. Trên Canva. Thì chọn mũi tên hai chiều ở góc dưới bên phải. Ở góc dưới bên phải. Ok. Và thầy cô thử đi ạ. Khi chúng ta bật lên thì nó sẽ rất là to và nó không còn cái giao diện của phần mềm Canva nữa đúng không ạ? Đấy. Và khi trình chiếu nó cũng rất là hay là gì? Nó có cái mũi tên này. Thầy cô quan sát mũi tên này. Rồi phía dưới thanh này nó sẽ có cái hiện lên slide cho mình là slide số mấy. Để mình quan sát. Mình bấm sang này. Thì ở đây nó sẽ hiện lên là 2 trên 11. Hay là bao nhiêu đó. Chúng ta sẽ biết mình đang ở trình chiếu slide bao nhiêu này. Đấy. Bấm vào này. Đấy. Hoặc là kích chuột vào vùng trống bất kỳ đây thì chúng ta cũng lấy được slide này đấy, và lấy đến bao giờ chúng ta dừng lại thì thôi, có nghĩa là không có xuất hiện một cái gì của máy tính hết. Rồi tuyệt vời, không bị trang đấy. Rồi ở phía thanh công cụ phía dưới này các thầy cô thấy nó còn có cái gì ấy? Dấu cộng, tức là nó còn có gì ấy? Có khả năng phóng to được đấy, phóng to được đối tượng lên. Nếu mà thầy cô mong muốn là phóng to một đối tượng nào đấy thì chúng ta sẽ vào cái phần kính lúp này để chúng ta phóng to lên một đối tượng nào đấy mà chúng ta muốn. Đấy, chúng ta còn kéo được cả slide. Mà điều này ở trong PowerPoint chúng ta phải làm trình chiếu mới làm được đúng không? Nhưng mà trên Canva thì chúng ta có thể tận dụng được. Đấy, ví dụ như là cái nội dung nào nó nhỏ nhỏ mình phóng to lên. Ví dụ kể cả mình làm bản đồ thế, ở trên này mình phóng to lên rồi mình kéo. Giống như chúng ta đang thao tác trên một cái bảng điện tử ấy. Thấy cô thấy hay không? Đấy. Rồi lại quay trở đây đây này, giảm nó xuống này. Đấy. Rồi. Rồi cái chỗ này là gì? Phím tắt. Cái chỗ mà cái có cái hình bàn phím ấy. Thế cô thấy ở đây là gì? Có thể là điều chỉnh được độ mờ này. Đấy, là mờ đi này. Mấy cái thứ này thầy cô đấy. Có thầy cô có thấy hay không ạ? Rồi là gì? Bong bóng này. Đấy. Báo giấy này. Ví dụ như mình chúc mừng các con là trả lời đúng hay làm gì đó, mình có thể dùng cái này luôn. Đấy, hộp sống này. Phủ rèm lại này. Đấy, kiểm tra này. Đấy, thì cô thấy hôm nay mình biết cái công cụ này thì lần đầu tiên nhập vào phần chat giúp cô Tâm là tuyệt vời, giống như cô Dung và cô Thảo nào. Có khi là thấy cô không để ý đâu đúng không? Rồi, đây thả micro này. Đấy, kiểu như là rồi. Thôi. MC không nói được gì nữa, đúng không? Ok, đấy, ví dụ thế. À, rồi các thầy cô có thể khai thác thêm một số cái khác nữa, nhưng ít nhất là trình chiếu như thế đã là tuyệt vời rồi. Và lên trên lớp chúng ta cứ thế mà trình diễn ra, không cần phải thao tác gì nhiều, hiệu ứng cũng có sẵn hết rồi, không phải làm gì cả đúng không? Mất ngủ luôn. Là tuyệt vời đúng không? Các thầy cô thấy từ nãy giờ mình mất bao nhiêu phút mình làm được sản phẩm tuyệt vời như này, rất ít thời gian, không nhiều đúng không? Rồi, dĩ nhiên là nếu mà chúng ta để sản phẩm hoàn chỉnh thì chúng ta phải có cái thời gian làm gì, ngồi chỉnh sửa nội dung theo ý của mình nữa. Nhưng mà ở đây để cô Tâm muốn nói với thầy cô là gì? Bình thường chúng ta đi thiết kế thì chúng ta phải dùng rất nhiều thời gian để chúng ta về hình ảnh này, về phông chữ, về cỡ chữ, màu chữ. Nhưng ở đây gần như là nó gì? Có sẵn hết rồi. Tải xuống thì từ từ thấy cao. Mình phải đang sung sướng với cái kỷ niệm sung sướng này đã. Rồi sau đó tiếp tục thầy sẽ sung sướng là thầy có thể tải về thành PowerPoint nhá. À, bao nhiêu thầy cô muốn nó thành bao bo cho mình nào? À, một trong những điều mà khi chúng ta trình chiếu ấy thì tất cả những cái hiệu ứng nó có sẵn thì nó sẽ ra tự động, mình cũng không có điều khiển gì hết. Bởi vì mỗi một lần bấm là tất cả các đối tượng nó sẽ ra theo đúng thứ tự như của slide, mình không có tác động được. Đấy là cái hạn chế của Canva. Nhưng cái hay của nó là gì? Nó có hết sẵn, mình không phải làm gì hết, đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tải nó về thành bao bo. Thì với PowerPoint thì chúng ta có thể làm gì? Có thể điều khiển được hiệu ứng theo ý của mình. Cho nên là nhiều khi chúng ta sẽ tận dụng được cái Canva này để làm gì? Để dùng màu sắc hình ảnh có sẵn và sau đó vào PowerPoint chúng ta đi điều chỉnh về hiệu ứng. Và cô Tâm cũng lưu ý là gì? Khi thầy cô tải về PowerPoint ấy, thì tất cả các hiệu ứng ở trên Canva nó sẽ không còn đâu. Nên là chúng ta lại phải đi tạo lại hiệu ứng từ ban đầu. Và bây giờ cô Tâm sẽ nhờ thầy cô là tải về PowerPoint và sau đó gửi vào trong nhóm Zalo nhá. Muốn tải về PowerPoint thì chúng ta sẽ vào phần chia sẻ này. Bao nhiêu thầy cô nhìn thấy nút chia sẻ rồi thì nhập phần chat giúp cô Tâm chữ cờ.
Cờ ơ cơ miệt cờ. Rồi. Chúng ta sẽ vào nút này để tải về dạng PowerPoint này. Cô Tâm viết tắt là PPT nhá. Chắc là ai cũng biết. Thì chúng ta vào nút chia sẻ. Ok, rất nhiều thầy cô đã chữ cờ rồi. Thầy cô nhanh hơn cả cô Tâm. Khi chúng ta vào đây này, thì bình thường hôm trước chúng ta đã biết cách tải xuống dạng ảnh, dạng các kiểu rồi đúng không? Thì chúng ta lăn chuột xuống phía dưới này. Và bao nhiêu thầy cô nhìn thấy chữ khác rồi, thì nhập vào phần chat giúp cô Tâm chữ K nào. Chữ khác này. Chữ khác. Thì nhập vào phần chat là chữ K. Chúng ta phải lăn chuột xuống nhá. Chúng ta không lăn chuột xuống là không nhìn thấy ạ. Rồi, tuyệt vời. Thầy cô bấm vào đi ạ, xem nó hiện lên cái gì. Lăn chuột xuống phía dưới. Và bấm vào chữ khác. Nhiều thầy cô cứ bảo cô Tâm là chả tìm thấy bao bò ở đâu. Vì nó ẩn mà, nó có hiện ra ở trên màn hình đâu. Đúng không? Rồi, khi chúng ta bấm vào chữ khác này, thì nó hiện ra một rất là nhiều các mục liên kết của Canva với các phần mềm. Thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái phần chúng ta đang nghiên cứu, đó là chính là PowerPoint. Chúng ta lăn chuột phía dưới và nhìn thấy chữ PowerPoint và biểu tượng PowerPoint chưa? Bao nhiêu thầy cô thấy rồi thì nhập chữ P nào. Cũng vẫn lăn chuột xuống này. Và sau đó nhìn thấy biểu tượng PowerPoint, chúng ta sẽ chọn vào đó. À. Muốn tận dụng rèm pháo hay là chống như vừa nãy thì phải trực tiếp trên Canva thôi. Thực ra thì cô Tâm thấy trình chiếu trên Canva được mà, đúng không? Bây giờ mình muốn được trọn vẹn nó khó lắm. Ok, thầy Cao. Thầy Cao có trình chiếu sẵn ở trên này được mà, đúng không? Nó cũng rất là đẹp. Chẳng qua là mình muốn nó hiệu ứng cái này ra trước cái này ra sau thì chúng ta phải dùng đến bao thôi. Ok. Là chúng ta sẽ bấm vào đó thì nó sẽ hiện lên như thế nào? Mới có hai người, ba người, bốn, năm. Nếu thầy cô giáo khác có vào được bao bao không ạ? À, xuất hiện rèm pháo thì chỉ trình chiếu trên Canva mới có, cô Yến nhé. Lát nữa cô Tâm sẽ nói lại. Rồi, chúng ta bấm vào đây. Thì thấy cô thấy nó giao diện nó sẽ hiện ra gì? Tải xuống. Thì thấy cô có thể cài đặt là gì? Tải hết các trang. Thì ở đây là gì? Nó sẽ hiện lên là tất cả các trang đúng không? Đấy. Còn nếu chúng ta có thể chọn một trang nào đó thì chúng ta chỉ chọn một vài trang nào đó thì chúng ta vào đây. Chúng ta cài đặt. Và sau đó chúng ta bấm vào tải xuống. Đấy. Đầu tiên là chọn trang này. Nếu chọn hết thì chúng ta không cần cài đặt gì cả. Còn nếu chúng ta chọn một hai trang thì chúng ta vào cái phần một này. Và chúng ta sẽ tải nó xuống này. C. Canva hạn chế nhiều nên khó làm theo. À, của cô đính là không có căn à, không có bao boy à? Canva thường cũng có mà. Chúng ta không cần phải giống hệt đâu ạ. Các cô cứ chọn một mẫu bất kỳ thôi. Còn à, cô muốn có Canva giáo dục thì lát nữa cô Tâm sẽ nói cách để cô ta đăng ký nhé. Rồi. Chúng ta sẽ chọn và đặt trang. Trang để tải. Ở phần 1. Sau đó bấm vào mục 2. Đấy, rất dễ rồi. Vậy là chúng ta sẽ có file bao bòi. Ok. Và bao nhiêu thầy cô đã có thì gửi vào trong nhóm Zalo nào. Ô, Canva giáo dục à, Canva thường không không tải được bao bòi à? Cô Hà. Cô Hà không tìm thấy biểu tượng bao bòi à? Có tải được mà đấy, cô Dung tải được mà. Đúng không?
Cô Hà với cả cô Đính lăn trở xuống có thấy biểu tượng bao boy không ạ? Hay là có cần cô Tâm đi sang cái tài khoản free cô Tâm hướng dẫn không? Đấy, cô Thủy tải được mà. Đấy. Đây. Thanh chạy, chạy xong là chúng ta tải xong. Ok, cô Tâm sẽ kiểm tra xem các thầy cô. Ở đây cô Tâm có cài đặt cái trình duyệt này là tải về chỗ nào lưu. Còn các thầy cô không có cài đặt thì nó sẽ tự động về phần download. Đấy, cô Tâm tải về đây. Ok. Nào, kiểm tra các thầy cô. Và cô Tâm có thể hỏi các thầy cô mà không có. Đấy, cô Thúy Dung mà có mà. À, có cần hỗ trợ ông cô Hà ơi. Chứ không cần thiết phải ở Canva giáo dục hay là bộ đồ đâu. À, không không, Canva bình thường vẫn có phông chữ giờ tiếng Việt nhá. Tất cả các trang à? Rồi, ok. À, cô Hà ơi, hay là cô Hà giơ tay lên, cô Tâm xem cô Hà chia sẻ cái màn hình giúp cô Tâm nào. Cô Tâm vào cái tài khoản free, cô Tâm hướng dẫn nhé, đấy rất là nhanh thôi. Rồi. Có thể cô gửi sản phẩm đi, trong thời gian chờ đợi cô Tâm hỗ trợ các cô thì các cô gửi sản phẩm vào trong nhóm Zalo nhé. Cô Tâm sẽ ra cái tài khoản free để cô Tâm làm. Đây, đây là tài khoản free của cô Tâm. Chúng ta vẫn có thể tạo được như bình thường. Vậy là cô Tâm cứ để free cho nó dễ nhá. Đây, bài thuyết trình đây. Cô Tâm sẽ vào bản thuyết trình này. Cô Hương có thể quan sát lại nhá. Khi chúng ta chọn một mẫu bất kỳ ở bên trái. Ví dụ như đây lại gõ vào đây là học phụ huynh nhá. Đây nó có đẹp như bên kia không? Đấy. Cũng rất nhiều mẫu đẹp nhưng mà các thầy cô quan sát này, nếu mà free của chúng ta nó sẽ có cái biểu tượng là gì, biểu tượng cái vương miện thì chúng ta sẽ không chọn những cái mẫu này nhá. Nếu thầy cô chọn cái vương miện này thì thầy cô sẽ không tải được về đâu đấy, nên là khi mà dùng cái tài khoản như cô Tâm như vừa nãy thì sẽ tải được. Trên thầy cô sẽ chọn những cái mẫu ở bên trái này, những cái mẫu mà nó không có biểu tượng vương miện, chắc là thầy cô chọn giống của cô Tâm nên không tải được đúng không? À, bây giờ chúng ta sẽ chọn một mẫu bất kỳ đây. Ví dụ đây, cô Tâm chọn mẫu này chẳng hạn. Đây, nó cũng ra rất nhiều đẹp mà. Cô Hương nhìn này. Ở phía trên, mỗi một cái mẫu bất kỳ nó sẽ có cái gì? Áp dụng tất cả các trang này. Cô Hương sẽ bấm vào đây này. Được chưa? Cô Hương bấm vào được chưa thì nhờ vào phần chat giúp cô Tâm là ok nào. Ở đây cái tài khoản free ấy, nó sẽ cho mình dùng thử pro trong 30 ngày đấy, thì cô có thể bấm vào để thử dùng thử. Rồi ok rồi nha. Bây giờ cô Tâm bấm vào này. Như vậy 15 slide nó sẽ áp dụng cho mình ở bên này luôn. Được chưa? Bây giờ cô Tâm thử xem nó có ra bao bo không nhá. Mà lại cô Hà lại bảo không ra. À, phông chữ nhá. Bây giờ phông chữ tiếng Việt này. Ví dụ. Ở đây nó ra tiếng Việt hết rồi, rất đẹp. Đấy. Thế này thì có cần phải sửa gì đâu. Đúng không? Về cô Tâm thử sửa cái này thì thành gì? Học phụ huynh này. Học phụ huynh. Đấy, đẹp mà. Chứ đâu cần thiết phải là pro hay edu đúng không? Với cái free cô Tâm nghĩ là nó đã rất nhiều thứ rồi. Bây giờ ví dụ các thầy cô chọn phông chữ tiếng Việt xem nó có không nhé. Cô Tâm sang đây này. Cô Hà nhìn nhá. Đây. Cô lăn chuột xuống phía dưới. Khi nào nó hiện lên là phông chữ tiếng Việt thì cô mới chọn, còn phía trên này là không có cái chữ phông chữ tiếng Việt thì cô lướt qua này. Đấy, bỏ qua này, bỏ qua này, bỏ qua, lăn chuột xuống phía dưới đây, mãi dưới này nó mới hiện lên phông chữ tiếng Việt đấy ạ. Cô Hà nhìn thấy chưa? Cô Hà có thể phản hồi trong phần chat giúp cô Tâm nào. Free cũng hoàn toàn có chứ không phải là không có, bởi vì free thì nó mới lên được cái cấp cao hơn, thì cấp cấp cao có nó phải chứa hết những cái của free chứ đúng không? Thế nếu bây giờ không có được tiếng Việt thì làm sao mà dùng được Canva? Hòa thấy thế nào? Được chưa? Ok, rồi đấy nhá. Tiếp tục này. Cô Đính lăn chuột xuống phía dưới. Lăn bao giờ xuống? Mãi dưới này này. Đây này, cô nhìn thấy cái thanh lăn là nó mãi dưới cơ mà. Đấy. Chứ nó không phải ở trên đâu. Nó phải khoảng 2 phần 3 của cái phần trượt này. Thì nó mới ra phông chữ tiếng Việt.
được chưa? À, có con lang chuột nó đi mất khoảng 2 phần 3 quãng đường này cơ mà, nó mới xuống được xuống dưới này, chịu khó chứ không phải ở ngay trên đâu. Bây giờ cô tâm chọn một cái mẫu bất kỳ đây thì nó sẽ ra được chữ về này. Đấy. Đấy. Rồi, ok, xong nhá. Bây giờ tiếp tục này, xem có bao oi không. Cô Tâm sẽ lại quay sang phần chia sẻ này. Như vừa rồi cô Dung làm được thì chắc là tất cả đều phải làm được đúng không? Cũng vẫn lăn chuột xuống phía dưới này. Và cũng vào phần khác này. Và lăn chuột tiếp xuống phía dưới này. Đấy, bao oi đấy. Không khác gì đâu. Chỉ khác là gì? À, UTM là tiếng Việt đấy cô Vân Anh ạ. Nhưng cái UTM là phải tải từ máy tính lên. Mà muốn tải từ mái tính lên thì cô phải có cái tài khoản Canva EDU hoặc là Canva Pro mới đưa lên được. Còn về bình thường phông chữ như thế này thì cô ta xem là có tải được lên không nhá. Này. Phông chữ được đề xuất. Đây tải lên xem có tải được không. Đây thấy không? Free chúng ta không tải được phông lên. Nó sẽ yêu cầu chúng ta phải chuyển đổi hoặc là dùng thử Canva Pro miễn phí. Cho nên là không tải được, chúng ta phải dùng phông có sẵn thôi. Ok chưa ạ? À, có EDU thì cô tải được lên. Muốn tải được lên thì cô chỉ cần bấm vào chỗ này này. Nhìn thấy chỗ tải lên phông chữ. Đấy. Cô sẽ tải lên nhá. Còn những ai free thì không cần nghiên cứu cái này. Ok chưa? Những cô mà không tải được thì bây giờ tải được chưa? Để cô Tân xem trong Zalo bao nhiêu thầy cô gửi được sản phẩm rồi nào. Ok, có ai cần hỗ trợ cái phần đấy nữa không ạ? Nào, xem nào. Những người chăm chỉ. Một. Đó, cô Thủy, cô Dung, cô Phùng Minh. Tuyệt vời. Cô Thị Hà là ra ảnh. Ồ, chúng ta ít sản phẩm đấy nhỉ? Thế cô chưa tải được ạ? À, bên này. Rồi. Có rất nhiều thầy cô là làm rất nhanh đúng không? Đấy. Đây. Tuyệt vời. Các thầy cô thấy không ạ? Như vậy là mình vào đây học là mình được lượm 100 phần sản phẩm. Thực ra nếu mà tất cả chúng ta cùng làm là chúng ta sẽ được hưởng được thành quả của 100 người còn lại đúng không? Đấy. Còn nếu không thì chúng ta lại ngồi âm thầm lặng lẽ và đi tải của mọi người thôi. chúng ta có thể nhấn vào đây xem là của ai đẹp thì chúng ta tải, còn không thì tải hết về và chúng ta xem. Đây, bây giờ của cô Trang là chọn mẫu gần giống của cô Tâm đúng không? Đấy. Thế cô tải về và sau đó chỉnh sửa trên Powerpoint như bình thường. Rồi cô thấy Huyên này, rồi cô Hà đây đã làm được này. Cô Ngọc này. Thầy Dũng, thầy Anh Dũng hãy đổi về tên thật của mình. Ngày trước khi mà mới bắt đầu nhìn thấy thầy Anh Dũng là cô Tâm cứ tưởng là admin. Chữ A đều mà. Rồi. Tuyệt vời, chúc mừng tất cả các thầy cô. Đấy. Trong vòng khoảng 15 phút mình đã có một cái bản bao để họp huynh. Quá xịn sò gì nữa. Màu sắc, phối màu, phông chữ rồi bố cục. Có vẻ rất tuyệt vời không ạ? Lại còn bây giờ là đi đi tải của từng người trong nhóm nữa. Chúng ta xem à, ai mẫu khác thì chúng ta tải, không không tải nhiều cho nó đầy bộ nhớ. Như đây của cô Lập. Ui, tuyệt vời quá cô Lập. Lại còn đưa cả ảnh của mình lên nữa. Rồi, chúc mừng cô Lập. Tuyệt vời. Đấy. Cảm ơn tất cả các thầy cô đã có sản phẩm ngay trong buổi tối ngày hôm nay. Còn ai đó vẫn bị mắc ở chỗ nào đó thì chúng ta sẽ có thể xem lại nhá. Cô Chi ơi, chỉnh chưa hết. Tải thoải mái và vào Canva đưa về Bawoy chỉnh như bình thường. Và vào Bawoy lại chỉnh lại phông chữ như bình thường luôn. Nó là những đối tượng rời, không bị group. Đó là một điều tuyệt vời khi chúng ta tải từ Canva về. Mà cô Tâm hay hay tận dụng. À, cô Nhung làm bằng điện thoại à? Chúc mừng cô Nhung. Thực ra là dùng điện thoại ấy, chúng ta phải có những cái bàn tay rất là khéo léo. Bởi vì trên điện thoại chúng ta phải bấm, 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 bấm bằng tay đúng không? Cho nên là những ai làm được bằng điện thoại là những người rất là chi tiết tỉ mỉ, khéo léo đấy. Làm ở trên máy tính còn có cái chuột để chúng ta dê đúng không? Rồi, bao nhiêu thầy cô sẵn sàng cho phần thứ hai nào? À, cô Tuyền vẫn chưa tải được à? Rồi, để cô Tâm xem lại nhá. Đấy, thầy Dũng với cô Quyền nhanh thế, đã sẵn sàng rồi. Thôi chờ một chút. Chờ đồng đội một chút nhá. Học tích cực cái này. Có tuyệt vời.
À, cô Tuyền nhìn lại nhá. Muốn tải lại này. Cô sẽ vào phần chia sẻ. Vào phần chia sẻ này. Đấy. Mục tiêu của mình tải về dạng à, hiệu ứng á. Hiệu ứng để mà nói thì nó hơi lâu bởi vì đây là nó hiệu ứng có sẵn hết rồi. Thế cũng không cần phải là điều chỉnh cái gì cả. Còn nếu mà cô muốn điều chỉnh thì nó sẽ có chữ hiệu ứng ở đây này. Đấy, cô Tâm có thể nói qua cái hiệu ứng này. Nhưng mà hiệu ứng trên Canva nó đã có sẵn hết rồi. Còn muốn chỉnh sửa thì thầy cô một, nếu không có bấm vào cái nào hết thì mình chọn hiệu ứng nó sẽ áp dụng cho tất cả các đối tượng trên slide. Còn nếu mình áp dụng cho một đối tượng nào đó thì mình sẽ chọn một đối tượng rồi sau đó bấm vào chữ hiệu ứng. Đấy ạ. Thì nó sẽ cài đặt hiệu ứng cho đối tượng ở trên slide này. Cài đặt hiệu ứng cho đối tượng này. Nếu không chọn gì, nếu không chọn đối tượng nào thì hiệu ứng sẽ áp dụng cho tất cả các đối tượng. Là như nhau. Còn nếu muốn các đối tượng khác nhau, có hiệu ứng khác nhau thì hãy chọn vào cái đối tượng đó. Trước khi chúng ta chọn vào nút hiệu ứng. Ok, bao nhiêu thầy cô hiểu được cái ý này thì nhập phần chat cho cô Tâm là hiểu nào. À, cô Tiên tải được rồi à? Chưa kịp hướng dẫn đã tải được rồi. Đấy, rất nhanh mà. Bao nhiêu thầy cô hiểu được cái ý cô Tâm vừa nói đấy ạ? À? Thì nhập phần chat là chữ here, hờ nào. Nếu chúng ta không chọn một đối tượng nào cả thì nó áp dụng cho cả trang luôn. Còn nếu chúng ta muốn thay đổi hay là đối tượng nào đó mà có hiệu ứng khác biệt thì thầy cô sẽ đi chọn cái đối tượng đó. Ví dụ, bây giờ cô Tâm kích chuột ra ngoài này. Không chọn một đối tượng nào trên cái slide này. Sau đó thầy cô sẽ bấm vào trang. Bấm vào trang nhé. Đấy. Thì các thầy cô thấy là gì? Nó hiện lên cái chữ chuyển động này. Thầy cô vào cái chữ chuyển động. Chúng mà hiệu ứng luôn. Bấm vào chữ chuyển động. Đây là áp dụng cho tất cả đấy. Bấm vào vùng trống của đây là bấm vào vùng trống, bấm vào vùng trống của slide và chọn xuất hiện chuyển động. Đấy. Còn nếu ở dưới này thì chúng ta sẽ chọn bấm vào hiệu ứng thì chúng ta chọn một đối tượng. Đấy là khác nhau như thế. Khi chúng ta chọn vào cái chuyển động thì các thầy cô quan sát ở bên này nó có rất nhiều phần. Thầy cô muốn chọn phần nào thì thầy cô quan sát là chọn phần nào thì các đối tượng sẽ áp dụng giống hệt nhau đúng không? Ví dụ đây là gạt là từ trái sang phải này, rồi nổi bật này. Đấy. Rồi mờ này. Hiện lên rồi mờ đi. Thế thầy cô có thể quan sát và nhớ là những tài khoản free không chọn những cái gì có cái vương miện thì thầy cô mới tải được về. Rồi. Đấy. Nhấp nháy này. Nhào lộn này. Đấy. Rồi. Còn bây giờ ví dụ như cái chữ họp phụ huynh này mình muốn có cái hiệu ứng khác đi thì thầy cô sẽ kích chuột vào cái chữ họp phụ huynh này. Rồi sau đó bấm vào hiệu ứng. Nó sẽ ra được cái cài đặt cho cái chữ này ở bên trái. Và cũng như thế. Di chuyển này. Tăng lên hạ xuống độ mờ trong suốt, đây là kiểu chữ này, cong này, điều chỉnh tía xem nhá. Đấy, có phải là khi cái phụ huynh mình chọn khác đi là nó sẽ khác với các đối tượng khác không? Đấy, chỉ có hai ý đấy là thầy cô phân biệt thôi.
Rồi, chúng ta xong phần thuyết trình nhá. Ok chưa? Ai đã ok thì nhập ok, còn ai có hỏi gì thì chúng ta nhập phần chat câu hỏi hoặc là raise hand lên nào để chúng ta dừng lại phần thuyết trình. Cơ bản như thế là tốt lắm rồi đấy. Để chúng ta còn làm phần video nữa. Ok, chúc mừng tất cả các thầy cô. À, có câu hỏi vừa nãy mà hỏi cái trống với cái pháo hoa đâu ạ. Đây này, thầy cô muốn có trống có pháo hoa thì thầy cô phải vào phần thuyết trình chiếu và cái mũi tên hai chiều này. Được chưa? Đấy, sau đó chúng ta sẽ ra được bản trình chiếu này. À, phím tắt à? Phím tắt của cái gì ai hỏi nhỉ? Đâu cô Tâm có thấy ai hỏi nhỉ? Đây, pháo hoa ở phía dưới này. Khi chúng ta kích chuột vào ở phía dưới cái phần trình chiếu này, nó có cái bàn phím này, thầy cô sẽ bấm chọn vào đây. Nếu cô Tâm có ghi chụp hình lại cho các thầy cô nhìn. Khi trình chiếu mà muốn các hiệu ứng đặc biệt, đấy, pháo hoa. À, xin về Word à? Ok. Đấy, pháo hoa đấy. Được chưa? Đây, lên đây để sao nào? Ra hiệu ứng đặc biệt này. Khi trình chiếu trên Canva. Muốn có hiệu ứng đặc biệt. Thì bấm vào biểu tượng. Cái đó gần như là kiểu bàn phím đúng không? Bàn phím. Góc phải phía dưới. Phía dưới. Ok. Đấy. Bao nhiêu thì cô làm được cái này thì nhập phần chắc là được nào. Có ai hỏi cái này nữa không? Cô Tâm thấy cái này rất là thú vị. Bình thường là mình phải cài đặt video hay gì gì đó mới có những cái đấy đúng không? Đây còn lên một cái là có cả trống rồi. Ví dụ như các con mà trả lời được đúng thế là mình cho luôn cái gì trống rồi tung pháo hoa pháo giấy đấy, đây phím tắt của nó đấy ạ. Nhưng mà thầy cô quan sát nữa là phím tắt này, chữ B, chữ Q, chữ O đấy, thầy cô thấy không? Không, không phải kích chuột, nhưng mà như thế là mình lại phải nhớ, chẳng qua là khi mà mình kích vào đây thì mọi người sẽ nhìn thấy đúng không, cho nên là mình là có một cách nữa là gì, mình ghi ra ngoài giấy đấy, sau đó mình sẽ thấy là gì. Cô Thủy rất là tuyệt vời, nhanh thật đấy. À, ít khi dùng trình chiếu trên Canva. Vậy khi mà mình thấy nó hay thì mình sẽ tận dụng thôi. Đây này, ví dụ như là chữ bong bóng thì chữ O đúng không? Chúng ta nhập vào chữ O này. Inbox file lên Canva. À, khi chúng ta Canva ấy, nó chỉ lên được là gì? Ảnh, video, âm thanh, chứ không tải được lên PowerPoint. Thầy cô nào mà để vẫn còn để số điện thoại ấy, cô Tâm không biết tên là gì ấy. Thầy cô có thể đổi về tên của mình để có thể cô Tâm nói chuyện nó dễ hơn. Ok không? Bởi vì nếu mà tải được lên bao ngược lại nữa thì cũng hay nhỉ. Nhưng mà nếu tải lên như thế nó cũng sẽ không tận dụng được cái gì đâu. Bởi vì riêng Canva này đưa về PowerPoint nó đã mất đi cái trình chiếu rồi, đúng không? Đấy, chúng ta nhấn phím tắt. Đấy. Màn hình full không thấy biểu tượng, cô Thủy ơi. À, cô Hằng phải kích chuột vào này. Hay là cô đưa chuột xuống. Khi mà mình để chuột ở trên này ấy, thì nó không hiện lên thì cô phải đưa chuột xuống thanh ở phía dưới cùng. Cô đưa chuột xuống nhé, cô không có kích chuột gì cả. Cô đưa chuột xuống nó hiện lên. Còn nếu cô không đưa xuống thì nó sẽ bị ẩn đi khi mà mình trình chiếu để cho nó không bị che giao diện của cái màn hình. Nhưng đây là ví dụ của cô Tâm đang không hiện lên đúng không? Thì bây giờ cô Tâm lăn chuột xuống này thì nó mới hiện lên cái bàn phím. Được chưa? Đấy. Và phím tắt magic tức là như nào? Ở đây thầy cô thấy là ví dụ như pháo giấy chữ cờ chẳng hạn. Chuyện đang trình chiếu này. Ô con đúng rồi, chúc mừng các con. Đấy là chúng ta bấm phím chữ cờ chẳng hạn. Đấy, pháo. Chúc mừng. Tức là không cần phải bấm vào nó. Nhưng với điều kiện là thầy cô phải nhớ phím tắt. Thì một lần mình bấm ra như thế mình chỉ cần làm gì, lấy giấy ghi ra thôi. Đấy. Chữ U là phủ rèm này, rồi chữ M là thả micro này, mở rèm pháo hoa hay đúng không? Đó, chúc mừng tất cả các thầy cô. Hóa ra là bây giờ thầy cô mới biết đấy.
Bây giờ là gì? Các em trật tự, hãy lắng nghe cô nói. Học sinh giật mình. Ai đấy? Cô Thảo dê chuột vẫn à, cô Hằng dê chuột cũng thấy. Rồi chúng ta sẵn sàng để cho cô Hằng có thể xem màn hình một chút. Tại sao lại không thấy nhỉ? Cô Hằng ơi, raise hand lên nào. Chúng ta chỉ cần đưa chuột xuống, không cần phải, cô phải bấm vào trình chiếu đã. Cô tắt cái đi, tắt cái nút dấu cộng đi, à dấu nhân cái biểu tượng giờ đấy. Bấm vào hai chiều đi. Rồi. Cô từ 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 từ. Cô bấm chuột vào cái slide đi. Bấm một lần đi để xem nó có hiện lên gì. Lăn trượt xuống. Không, không, không có à? Không có luôn. Cô quay lại, quay lại nào. Cô bấm biểu tượng ESC nào. Có lý nhỉ? Các thầy cô đều có đúng không? Này đây cô đang xem này. Chỉ cần lăn chuột xuống cái là đã hiện lên rồi mà của cô lại không có. Có thể cái giao diện của cô là để ở chế độ hơi to cho nên nó bị che mất. Rồi, xem nào. Chú khoảng thời gian. Cô Hồng có đúng bấm vào bảng trình chiếu không? Bởi chỉ có bảng trình chiếu mới có thôi, còn sang cái khác không có đâu. Chú thời lượng đến rồi. Đấy, cô Văn Anh đã có kìa. Cô Hà bấm thử chữ O coi. Bấm thử chữ O xem nó có hiện lên pháo hoa hay là gì không? Ẩn thanh tab bar đi nhưng mà cô không ẩn Giờ được. cái hành nó bị ẩn thôi cô. Thanh này bị ẩn rồi. Giống cô Tâm thế Xem nó sẽ hiện được lên. Đấy, nó như thế là có rồi đấy. Tức là khi mà trỏ ra cái màu đen ấy. Ở đây của cô là nó cứ thanh tab bar nó cứ che mất. Thì nó không nhìn được. Đúng không? Cái thanh màu đen của cô là có chứa biểu tượng đấy rồi đấy. Cái thanh màu đen mà nổi lên ấy. Nó che bởi thanh tab bar. Nhưng mà của cô Tâm khi mà trình chiếu lên là nó không hiện lên thanh tab 3 đúng không thầy cô? Đấy, cho nên cô Hằng xem lại cái thanh tab 3 đấy. Nó ẩn đi. Ok. À, chúng ta tiếp tục. 9:30 rồi. Rồi, video mình sẽ làm nhanh nhá. Thực ra thì video nó cũng gần giống với bản trình chiếu ấy. Nó có thêm một số thao tác khác nữa thôi. Nào, chúng ta sẵn sàng để vào phần video. Cô Hằng lát nữa còn chưa làm được thì hỗ trợ tiếp nhá. Bây giờ thầy cô lại quay trở lại trang chính nào. Thực ra cái bản trình chiếu nó cũng thành video được cho mình đấy. Nhưng mà nó có đặc trưng là trình chiếu. Thì nó có những cái hiệu ứng rất là tuyệt vời như thế. Thì thầy cô có thể tận dụng. Đấy đúng rồi, bị che phần danh dưới này. Và ngoài ra thầy cô có thể quan sát ở phía trên này nó có thêm cái gì. Nó có thêm cái thuyết trình này. Thầy cô bấm vào đây cũng được. Thì cái này thầy cô có thể khai thác thêm nhé. Khi thuyết trình này thầy cô sẽ vào được cái ghi được cả người của mình lên đó và sau đó xem được như là chúng ta đang đi giảng bài ở trên màn hình ấy. Thế thì cô có thể khai thác thêm cái nút này. Ok, bây giờ chúng ta quay trở lại trang chủ. Ai quay được trang chủ thì chúng ta sẽ nhập vào phần chat chữ T nào. Thì chúng ta sang phần video. Muốn khai thác thêm thì chúng ta hãy học tiếp nha. Hôm nay còn nửa tiếng nữa thì chúng ta không kịp. Ok. Bây giờ chúng ta để làm được video thì giống như vừa rồi cô Tâm làm ấy, nó rất là dễ thôi. Thầy cô sẽ vào phần video. Ai nhìn thấy chữ video rồi thì nhập phần chat là chữ V này. Giống như vừa rồi chúng ta vào phần thuyết trình thì bây giờ chúng ta vào phần video này. Như cô Tâm nói là chúng ta chọn đúng chủ đề thì tất cả các cái hiệu ứng chúng ta sẽ tận dụng được. Còn nếu chúng ta chọn cái khác đi, nó vẫn xuất ra được video.
nhưng nó sẽ không có những cái giống như video, ví dụ như hiệu ứng hay là những cái đặc biệt, hoặc là bản trình chiếu. Chúng ta không chọn bản trình chiếu thì sẽ không có những cái hiệu ứng như vừa nãy. Đấy, đấy thầy cô chú ý cái ý đầu tiên này của cô Tâm nhé. Ok, tiếp tục sang làm video. Video. Đầu tiên là chúng ta tạo video theo mẫu này. Có sẵn. Giống như tất cả những cái đối tượng có sẵn, thao tác không khác gì nhau. Thầy cô làm bao boy hay là làm những cái gì từ buổi 1 đến giờ thì chúng ta sẽ thực hành với video giống hệt như thế. Thầy cô chọn vào video này. Thì giống như bản thuyết trình, phía trên này nó cũng sẽ có các mục để chúng ta chọn. Ví dụ như là video bình thường là bản nằm ngang. Thứ hai là video trên di động. Rồi video đăng Facebook, video đăng trên Instagram, video đăng trên TikTok hay là YouTube, hay là video ghép rồi quảng cáo vân vân, rất nhiều đúng không ạ? Đấy. Thì thầy cô sẽ chọn một mẫu bất kỳ. Và năm chuột số video này cũng giống như bản trình chiếu, nó cũng sắp xếp theo hàng ngang như thế này cho mình để mình chọn. Thầy cô sẽ chọn một mẫu bất kỳ. Ví dụ như vừa rồi cô Tâm làm một cái mẫu về chúc mừng sinh nhật chẳng hạn, thì thầy cô cũng có thể tạo một cái mẫu đó, ngày mai ngày kia có con có cháu sinh nhật, mình chỉ cần đưa ảnh của con cháu vào là xong, đúng không? Đấy, thì thầy cô có thể chọn cái video là video đăng 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 Facebook đi. Bởi vì video đăng Facebook là chúng ta hay đăng đúng không? Đấy, mai có bài đăng rồi. Là chúng ta chọn cho cô Tâm cái video Facebook này. Ok, ai đã chọn được rồi thì nhập phần chat là số 1 đi. Lại bắt đầu từ đầu. Video đăng Facebook. Cô Tâm làm bản free nhá. Nên thì cô hãy làm đi, không lại đến lúc lại bảo là em bản free em không làm được. Chọn một mẫu bất kỳ này. Vừa chọn mẫu. Có phải làm một cái, chúng ta học một cái tư duy thì sẽ suy ra được rất nhiều cái còn lại không? Thế thôi. Có khi bây giờ không cần hướng dẫn thầy cô vẫn làm được. Vậy bây giờ chúng ta làm video thì nó sẽ khác gì so với bản trình chiếu? Thầy cô thấy quan sát bên này nó cũng sẽ xuất hiện rất nhiều, đúng không? Nó khác bản trình chiếu ở chỗ nào? Các thầy cô có phát hiện ra không? Có ai phát hiện ra không? Chứ không phải ngẫu nhiên người ta để phân ra trình chiếu với video đúng không? Nó vẫn là đưa ra để cho chúng ta xem mà. Nhưng tại sao lại phân biệt giữa video và trình chiếu? Trình chiếu thì các đối tượng là gì? Là rời rạc và hiệu ứng cho từng đối tượng khác nhau. Nhưng video thì nó là ra một video và chạy theo hiệu ứng có sẵn rồi. Chúng ta không chỉnh sửa được cái đối tượng trong video này. Đúng không? Và đây chúng ta cũng chọn một video bất kỳ. Và nó... Các thầy cô nhìn này, video, chọn điện. Nó sẽ chạy luôn như một video cho mình ấy. Hay là chọn Happy Birthday nhá. Chúc mừng sinh nhật này. Happy Birthday. Mà hôm nay có ai sinh nhật đâu? Ai sinh nhật nhập vào phần chat giúp cô Tâm là tôi nè. Để chúc mừng. Có ai hôm nay sinh nhật mùng 9 tháng 6 không? À mùng 6, ờ đúng mùng 9 tháng 6. Không có à? Rồi, chúc mừng con cháu mình vậy. Ở đây các thầy cô chọn mẫu có sẵn này. Cô Tâm thấy nó rất là thú vị. Và rất nhanh luôn đúng không? Ngày mai ai sinh nhật chỉ cần vào đây một cái. Chúc mừng cô Duyên một tháng nữa. À, chọn một mẫu bất kỳ ở đây. Thầy cô chọn đi. Và cũng rất tuyệt vời dù là video. Đây này, ví dụ như mẫu cô Tâm vừa chọn thì nó lại có cái biểu tượng cái gì? Cái vương miện. Thì là chúng ta phải có cái tài khoản kia chúng ta mới chọn được. Nhưng chúng ta từng chọn vương miện nhá. Chúng ta sẽ chọn mẫu free bên này thôi. Đấy. Ví dụ đơn giản đây không ảnh gì, chỉ lấy chữ thôi thì chúng ta chọn mẫu này chẳng hạn. Đây, cô ta chọn một mẫu. Ai đã chọn được một mẫu thì nhập phần chat số 2 nào. Kể cả thầy cô không làm gì cả, cứ để nguyên này mà tải về thôi được. Đúng không? Ok. Đấy, xong nhá. Chúc mừng cô Duyên nhá. Thế vào đây là chúc mừng cô Duyên. Happy birthday Miss Duyên. Thêm cái chữ Miss Duyên vào. Và nó cũng sẽ chỉnh sửa được giống như các cái đối tượng chúng ta làm thôi. Nhưng chỉ khác là nó xuất hiện dưới dạng video. Đấy, đấy. Miss Duyên. Đúng rồi.
Chúc mừng cô duyên trước. Tháng sau không phải làm nữa. Đấy. Và cô duyên dạy tiếng Anh này, để luôn tiếng Anh. Còn không thì thầy cô lại làm gì? Thay đổi cái này thành tiếng Việt. Và lại phải chọn phông tiếng Việt. Chọn cỡ chữ màu chữ theo ý của mình. Đúng không? Còn nếu không, mình không có thời gian. Mình nhìn cái này cái là mình tải về luôn. Đấy. Xóa cái này đi để cho đỡ bản quyền này. Xóa đi. Ok. Thao tác thứ hai là thầy cô sẽ chèn một cái âm thanh có sẵn ở đây. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đầu tiên là chèn được mẫu là cô Tâm xem nào. Rất nhiều số 2 rồi. Vậy còn mấy chục thầy cô nữa, cô Tâm thấy có khoảng chưa được 10 thầy cô. Thế còn những thầy cô còn lại có làm không? Đã nữa nộp bài. Ai có hai sản phẩm đầy đủ gửi qua tặng. Rồi, có mình còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại vào cái phần thành phần này. Bất cứ chèn cái gì thì chúng ta sẽ vào thành phần. Còn một chọn mẫu thì chúng ta sẽ vào thiết kế. Có thể cô vào một thành phần cho cô Tâm ạ. À, ai vào được phần thành phần rồi thì nhập vào chat chữ T nào. Vào một thành phần để chọn. Chúng ta chèn một cái bản nhạc vào nhé. Ok. Chèn một bản nhạc. Thay đổi chữ, nội dung chữ theo ý. Cái này thì không cần nhắc lại nữa, chúng ta thao tác quá nhiều rồi. Bây giờ là chèn một âm thanh vào này. Thì vào mục thành phần. Sau khi vào mục thành phần thì thầy cô thấy là gì? Nó có rất nhiều phần đúng không? Khung logo mũi tên, thầy cô sẽ bấm vào mũi tên này, chuyển, à, đây là những cái thành phần đấy rồi, thầy cô sẽ quay trở lại này, bấm trở lại thì nó sẽ hiện lên tất cả này, bao nhiêu thầy cô bấm được vào chữ tất cả rồi, có chữ tất cả rồi, thì nhập vào phần chat, bây giờ T rồi đúng không, bây giờ nhập số 3 đi, vừa nãy là những thành phần khung rồi các kiểu, nhưng bây giờ chúng ta muốn có cái tất cả này. Hai người thôi ạ. Trên cái phần thành phần này nó có rất nhiều thứ để chúng ta chèn đúng không ạ? Hình ảnh, đồ họa, video, âm thanh. Thì chúng ta phải ra cái mục tất cả này chúng ta mới có được. Ok. Chúng ta sẽ bấm vào cái phần mũi tên bên phải này. Dịch chuyển. Bao giờ hiện lên chữ âm thanh thì chúng ta sẽ bấm vào. Đầu tiên là phải hiện lên chữ tất cả này. Sau đó hiện lên chữ âm thanh này. À, vừa nãy như là bảo ai ai bảo xin Facebook đúng không? Mình tâm gửi Facebook cho thầy cô nha. Thỉnh thoảng phải nhắc không là cũng không nhớ. Rồi. Thầy cô vào đây. Bây giờ cô Tâm làm lại nhé. Ví dụ bây giờ các thầy cô đang ở phần khung như này. Cô Tâm bấm vào thiết kế, cô Tâm bấm lại thành phần này. Thì nó sẽ ra như này đúng không ạ? Đấy. Bây giờ làm thế nào để ra được cái chữ chữ tất cả này, quay trở lại này. Bấm kiểu gì nó cũng ra đúng không, các thầy cô bấm tiếp vào chữ khung này đấy thì nó sẽ ra tất cả, bấm tiếp vào chữ khung nhá này. Cô Minh làm được chưa? Cô Minh ơi, đánh chữ cũng được. Rồi, ok. Còn không thì lại gõ vào đây là audio. Thì nó sẽ ra cho mình âm thanh ở phía dưới này, còn không ở đây nó sẽ ra. Đấy. Thực ra bấm vào cái âm thanh này thì nó sẽ ra được list cho mình, còn ví dụ như gõ audio vừa rồi thì là những cái phần tìm kiếm. Nhiều khi là nó sẽ không có những cái free đâu. Nó lại ra toàn vương miện đâu. Cô Minh làm được chưa? Cô Minh ở. Cô Tâm làm lại nhá. Bấm vào này. Bấm vào thành phần này. Nó không ra cái gì hết. Chúng ta quay ngược lại. Nó ra chữ tất cả này. Cứ bấm là sao bao giờ ra được chữ tất cả thì nó sẽ ra được cái thanh công cụ chính. Rồi, cô Minh đã làm được. Tuyệt vời. Chúc mừng cô Minh.
Bây giờ chúng ta vào phần âm thanh này. Thì lúc này chúng ta thấy là có rất nhiều âm thanh mà mình đang là cần cái âm thanh gì ạ? Chúc mừng sinh nhật đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta gõ Happy Birthday. Đấy. Và những từ khóa đó hay tìm kiếm nó sẽ hiện luôn cho mình để mình chọn. Rồi, thầy cô sẽ chọn một âm thanh bất kỳ ở đây. Thầy cô có thể bấm vào gì? Bấm vào cái tam giác kiểu như mở video á để nghe trước cũng được. Chúng ta quan sát này, mỗi một cái video chúng ta đều có thấy cái gì, thấy cái thời lượng của nó ở đây. Ví dụ đây là video này 5 5.2 giây đấy, thì trên cái audio nó cũng sẽ hiện lên thời lượng cho mình. Ví dụ như audio này là 10 10 giây chẳng hạn, ở cái này là 1.5 đấy, chúng ta sẽ chọn. Thông thường video đến đâu thì audio nó sẽ cắt đến đó, đấy là cái kỹ năng của trên Canva. Trên là chúng ta sẽ chọn làm sao cho hợp lý, bởi vì nhiều khi là nó dừng đúng cái thời điểm mà nó mất cái từ hay đi nó cũng không được đúng không? Nên chúng ta phải căn chỉnh cái video cho dài ra để làm sao cho khớp với cái audio. Thế cô chọn một audio bất kỳ đấy ạ. Ví dụ cô Tâm chọn cái audio 9 giây chẳng hạn. Thì muốn chọn thì chúng ta sẽ kích chuột vào tên của nó nhé. Thì cô sẽ kích chuột vào đây. Chứ nếu mà bấm vào cái tam giác thì nó là mở. Chúng ta sẽ kích chuột vào đây, chúng ta chọn. Khi kích chuột chọn thì nó sẽ tự động hiện lên trên cái thanh trình chiếu ở bên này luôn, à thanh công cụ này luôn. Đây, ví dụ cô Tâm bấm vào đây. Đấy. Thì tự động âm thanh nó sẽ update sang bên này luôn mà mình không cần phải dê chuột gì hết. Bấm chọn âm thanh và nó sẽ tự động hiện lên ở bên bảng chỉnh sửa nhá. Và một audio. Audio. Và chọn một âm thanh bất kỳ. Kích chuột trái vào tên. Thầy cô bấm vào cái tam giác thì nó sẽ là mở nhé. Bấm trái vào tên thì tự động. Chuyển sang thanh hay là phần chỉnh sửa của video. Đó. Ok. À, số 4 nào. Bây giờ chúng ta thử nghe. Để thử nghe được cái video của mình xem nó có khớp với âm thanh không, thì thầy cô sẽ bấm vào cái tam giác ở dưới này. Lại bấm vào tam giác này cơ. Đấy, nghe thử xem cái lời bài hát nó có khớp với cái video không hay là dừng đúng lúc không. Hết. Thế là vừa khớp đúng không? Còn nếu mà cái audio của mình nó dài hơn thì mình làm gì ấy? Các thầy cô có thể kéo dài cái video này ra đấy bằng cách trỏ chuột vào đây, xuất hiện mũi tên hai chiều và chúng ta kéo. Thì khi chúng ta kéo dài như này thì âm thanh nó lại ngắn đúng không? Âm thanh ngắn thì chúng ta lại kéo dài ra, nhưng mà cái âm thanh nó chỉ ở mức độ này thôi thì chúng ta chèn âm thanh khác, nhưng mà video chúng ta có thể kéo được, kéo khớp với cái audio. Ok. Đâu. Kéo khớp. Đấy là xem thử video này. Xem thử video thì bấm vào mũi tam giác màu đen. Rồi. Bây giờ đấy là một cái thao tác đơn giản nhất để chúng ta có một cái video trên Canva mà ai cũng có thể làm được, rất là đơn giản, không phải chỉnh sửa nhiều. Còn nếu mà chúng ta muốn có nhiều video nối với nhau, nhiều âm thanh nối với nhau, hay là tạo như câu chuyện giống như cô Duyên hôm trước chỉnh chiếu, thì thầy cô hãy
tham gia lớp học nâng cao. Và thực sự là 4 buổi như thế này là chúng ta đã học rất nhiều kiến thức rồi. Chúng ta có thể tự khám phá thêm. Bây giờ chúng ta tải về thành video nhá và sẽ gửi vào trong nhóm. Thì muốn tải về thì giống như là ảnh và giống như chúng ta tải PowerPoint thôi. Các thầy cô sẽ vào mục chia sẻ. Và lúc này nó là gì? À, chúng ta sẽ chọn tải xuống này. Nếu như bình thường hôm trước là ảnh thì nó sẽ gợi ý là dạng PNG hoặc là JPG đúng không? Còn video thì nó sẽ luôn luôn mặc định là chữ video luôn này. Đấy. Nhưng mà cái hay của Canva là gì? Tất cả các đối tượng thầy cô làm ấy, ảnh cũng có thể thành video. À, ảnh sinh nhật à? Ảnh sinh nhật của cô chúng ta tải lên thôi. Hôm trước cái thao tác tải cô Trinh hướng dẫn rồi mà. Thầy Thành cũng hướng dẫn rồi đúng không? Để cô Tâm nói lại nhé. Một cái hay của Canva là gì? Video cũng có thể thành ảnh. Video cũng có thể thành những đối tượng. Ví dụ như là các thầy cô con là rất vào đây. Nó có thể thành PDF, có thể thành ảnh PNG, có thể thành JPG. Hay là ảnh các thầy cô tạo cũng có thể tạo thành video. Nhưng nói chung là khi đã tạo video thì nên chọn vào mục video để có những cái hiệu ứng nó khác biệt so với ảnh. Còn ảnh thì lại có những cái hiệu ứng khác với video. Cho nên là tùy đối tượng thì chúng ta nên chọn cái phù hợp nhất. Còn bất cứ một đối tượng nào chúng ta đều có thể tải dưới dạng JPG, PNG là ảnh, PDF là để chúng ta in và video là dạng video chúng ta đã xem đúng không? Hoặc là dạng GIF là dạng hình động mà không có tiếng. Có nghĩa là tất cả các đối tượng đều có thể tải tất cả các dạng này. Nhưng nên chúng ta chọn phù hợp với cái từng cái mục của nó. Bây giờ chúng ta muốn chèn một cái hình ảnh vào đây thì thầy cô chỉ cần làm gì? Vào cái phần tải lên này. Sau đó chúng ta nhấn vào tải tệp lên này. Đấy, hôm qua chúng ta đã học rất nhiều cái phần này của thầy Thành rồi đúng không? Muốn tải lên này. Sau đó nhấn tải tệp lên này. Bấm vào một này, sau đó bấm vào hai này. Và chúng ta sẽ tìm tới nơi mà chúng ta chứa ảnh muốn tải lên, ví dụ ảnh của mình, ảnh của con hay ảnh của ai đó muốn chúc mừng sinh nhật thì thầy cô sẽ tải lên nhá. Đang cô đồng ghi lại. Tải ảnh lên. Một là tải lên do đó tải tên tên ai đã tải được lên thì nhập số 5 nào. Đây tôi thử tải ảnh của mình lên nha. Xem nó có cái ảnh nào xịn xịn. Đây là một kho của cô Tâm đã làm. Đây cho xinh xinh. Đấy. Ok, xong rồi. Rất nhiều thầy cô đã xong. Và sau đó chúng ta chỉ cần làm gì? Bấm chuột vào ảnh thì tự động ảnh nó sẽ up sang bên này đúng không? Và chúng ta có thể thay đổi kích thước hoặc là gì? Chèn vào vị trí nào đó. Đấy, thế là bản quyền. Chúc mừng sinh nhật. Chúng ta chọn mẫu nào mà có ảnh thì chúng ta chèn ảnh vào cho nó đẹp hơn được. Cái mẫu này của cô Tâm chọn là không có ảnh. Đây, cô Tâm chọn một mẫu khác nhé. Mẫu khác để có ảnh này. Đây chẳng hạn. Đấy. Bây giờ cô Tâm sẽ đưa cái ảnh vào cái hình này. Ví dụ những cái mẫu mà có hình sẵn như này thì khi chúng ta chọn ảnh của phần tải lên thì như hôm qua chúng ta làm tạo ảnh quảng cáo ấy, có phải là chúng ta chỉ cần đưa vào đấy. Bây giờ chúng ta chỉ cần làm gì? Dê chuột đấy, thế là đưa vào thành của mình rất là nhanh. Các thầy cô có làm được, ai làm được thì nhập phần chat số 6 nào. À, xóa nền ảnh được nhưng với điều kiện là EDU. Còn phần free này thì không không xóa được nền. Không xóa được nền thì chúng ta lại ra ngoài remove background bên ngoài thôi. Chẳng qua là trên Canva thì chúng ta mà có tài khoản EDU hoặc là Pro ấy, thầy cô có thể tận dụng được những cái chức năng của AI, nó rất là tuyệt vời. Thì hẹn thầy cô ở trong lớp nâng cao của các buổi sáng ấy, thầy cô sẽ tham gia được. Bao nhiêu thầy cô đã tham gia lớp học đấy rồi? Đăng ký được rồi. Lấy background á. À, nếu mà chọn lại background của cái video này ấy, thì cô có thể bấm vào này. Sau đó ở đây nó có cái phần hình nền này. Thì cô chọn. Đấy, nó sẽ thay đổi màu cho mình này. Đấy. Với điều kiện là thầy cô phải bấm vào nền nhé. Tạo ảnh như cô á. Tạo ảnh như cô Tâm thì phải dùng chat GPT 4. Nói chung là nhiều thứ lắm. Chứ nó không phải là của Canva đâu. Cô Tâm dùng chat GPT 4 làm đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tải video để chúng ta chúc mừng sinh nhật cô Tâm.
Đây nhá, đây là của cô Tâm hai video đấy. Cô Tâm chèn thêm một cái âm thanh nữa vào đây. Bỏ cái ảnh đấy đi, hơi xấu. Cái mẫu nó không có ảnh mình không nên đưa ảnh vào. Mình nên chọn những cái mẫu mà có ảnh thì nó sẽ hay hơn đúng không? Muốn chèn một cái âm thanh tiếp. Này, đây là cô Tâm nói nhanh cái phần này để mà thầy cô có thể khai thác thêm này. Đặt cái thanh thanh màu đen này này. Chúng ta đặt ở đâu thì nó sẽ chèn cái âm thanh ở đó. Đấy. Cái thanh màu đen này mình di chuyển được. Được chưa? Như vậy cô Tâm có hai video và hai âm thanh này. Và cô Tâm thử nghe nhá. Ok, vậy là cái phần này nó hơi dài nhỉ, âm thanh hơi dài. Mình xem đây là thanh tâm. Đấy, chữ hơi to là mình làm gì? Cho nó bé lại. Được. Ok, bao nhiêu thầy cô làm được video rồi nào? Còn muốn học được tạo ảnh như này thì lại cái khóa học khác cô Vân Anh ạ. Học về AI mà vừa vừa tổ chức ở tháng trước. Chưa tải về thành video nào. Muốn nghiên cứu và chỉnh sửa được, nâng cao hơn để nối được các video và các âm thanh này khớp với cái của mình thì hẹn thấy cô ở lớp. Nâng cao nha. Ok, chúng ta tải về nào. Đấy, thế là xong. Ý cô Tâm muốn nói là gì? Một phần mềm Canva vô cùng tuyệt vời, dễ dàng thì thầy cô hãy tận dụng nó, làm rất là nhanh mà không mất nhiều thời gian, không phải tốn quá nhiều calo và cái cũng như là kỹ thuật vào đây đúng không? Rồi. Ai đã tải được rồi? À, đây rồi. Đấy. Chúng ta có thể xem trước giống như bản trình chiếu ấy. Thế cô thấy ở đây là gì? Có cái mũi tên này này. Mình có thể xem trước này. Đấy. Và video tải về đã có. Đây rồi. Đấy. Đó. Đằng trước này thì là Miss Duyên này, đằng sau là cô Tâm. Cô Tâm chúc mừng cô Duyên. À, ok, bao nhiêu thầy cô đã có sản phẩm rồi. Canva cứ bị bờ đồ. Cô đính đừng chọn cái có vương miện. Từ nãy giờ cô Tâm toàn làm là free đấy mà. Đây là cô Tâm từ nãy giờ có chọn cái gì là bờ đồ đâu. Cô đính nha, cô đính từ nãy giờ cô Tâm đều là chọn free hết và tài khoản đang là free đây này. Chứ cô Tâm không có làm EDU hay là bờ đồ gì hết. Rồi, bao nhiêu thầy cô đã cảm thấy buổi học này có thể dừng được rồi thì nhập phần chat là ok nào. Đấy, xong rồi đấy. Cô Tâm hướng dẫn thầy cô một buổi học hai sản phẩm. Bản trình chiếu thầy cô có thể tận dụng và video rất là nhanh. Rồi, tuyệt vời. Cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Mời cô Trúc Mai chuyển lại MC. Xin cảm ơn cô giáo Thanh Tâm rất nhiều. Cả nhà hãy comment cảm ơn vào chat đi nào. Cảm ơn cô Thanh Tâm. Xin cảm ơn cô Thanh Tâm. Hoài Ngọc, cảm ơn cô Thanh Tâm. Cảm ơn cô Thanh Tâm và ban tổ chức yêu quý. Rất tuyệt vời. Xin cảm ơn các thầy cô giáo rất nhiều. Vâng. Và các thầy cô qua 4 buổi học vừa rồi, các thầy cô có mong muốn gì hãy comment đi nào. Các thầy cô có những mong muốn gì để ban tổ chức tìm hiểu và đáp ứng cùng các thầy cô giáo nào?
Vâng, cô Đỗ Thị Cúc, cô Thanh Hằng, cảm ơn cô Thanh Tâm và ban tổ chức rất nhiều đúng ạ. Buổi học rất bổ ích và tuyệt vời. Như vậy qua buổi học này các thầy cô bây giờ không còn mong muốn nào hơn nữa đúng không ạ? Mong muốn ban tổ chức nhiều sức khỏe, có nhiều buổi chia sẻ đầy ý nghĩa như thế này đúng ạ? Rồi, cô đang thấy có một số phản hồi của thầy cô hỏi. Cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Bao nhiêu thầy cô đã vào được lớp nâng cao rồi thì nhập phần chắc giúp cô Tâm là tôi có vé nào. Để xem là còn bao nhiêu thầy cô mong muốn là cũng tham gia lớp học đó. Để chúng ta sẽ tạo điều kiện cho thầy cô vẫn còn ngồi đến bây giờ. Thực sự là khâm phục thầy cô đến 10 giờ rồi vẫn còn hơn 90 thầy cô. Cô Tâm rất là vui và hạnh phúc. Rồi, rất nhiều thầy cô có vé đúng không ạ? Và ai chưa có vé ngày hôm qua và vẫn còn cảm thấy rất là tiếc nuối khi đồng đội đăng ký mà không biết là học cái gì ấy. Đúng không? Chúc mừng tất cả các thầy cô. Và có thầy cô đang mong muốn là gì? Muốn có Canva EDU đúng không ạ? Đấy. Mà còn khi mà thầy cô thấy là gì? Buổi hôm qua chúng ta đăng ký, chúng ta còn được tặng chứ không phải mua. Đúng không ạ? Chúng ta vừa được học lại còn vừa được tặng. Rồi bây giờ đến thời điểm hiện tại, hơn 9, 90 thầy cô. Là ai mong muốn tiếp tục tham gia mà hôm qua chúng ta chưa đăng ký được thì nhập vào phần chat giúp cô Tâm là tôi nào, để cô Tâm có thể giới thiệu thêm. Và các thầy cô đã đăng ký hôm qua thì chúng ta hoan hỉ mời thêm đồng đội và học cho nó vui đúng không? Cả khóa học một mùa hè tuyệt vời này thì càng nhiều thầy cô vào học càng tốt, bởi vì sao? Vào năm học mới chúng ta sẽ có rất nhiều sản phẩm để khoe với học trò, rồi là gọi là hãnh diện trước phụ huynh. Đầu năm là mời giấy khen cho phụ huynh trả sướng à đúng không? Càng đông càng vui, tuyệt vời. Như vậy là có những thầy cô chưa đăng ký được. Ở đây cô thấy cô Tâm thấy có gì? Thầy Duyên, cô Dung với cả cô Thơ thôi ạ. Có ba người thôi ạ. Còn ai nữa không ạ? Nhận được Canva Edu mà chưa hiểu nó là cái gì. Đấy, thầy Triều, à, cô Triều ạ. Canva Edu, các thầy cô thấy cô Tâm lúc đầu là dùng cái tài khoản Edu ấy, thì tất cả những cái sản phẩm đẹp là có thể tải được về. Còn cái tài khoản free thì cái đẹp đó không tải được, mà chúng ta chỉ thiết kế được trên đấy thôi. Còn khi tải về nó sẽ báo lỗi. Đấy, đấy là phân biệt giữa tài khoản thường và tài khoản EDU cô Chiều nhá. Rồi, bao nhiêu thầy cô mong muốn nữa không? Có ba người thôi à? Thế thì bao nhiêu thầy cô mà sẽ à, cô Hồng Lập. Cô Hồng Lập có ở đây không ạ? Cô Thúy Nga, rồi tuyệt vời, còn nữa không ạ? Để cô Tâm sẽ dành ưu đãi này cho các thầy cô. Các thầy cô chú ý này, những cái gì mà đội nhóm cho đi và hỗ trợ các thầy cô ấy chỉ dành cho những người thật sự là mong muốn và xứng đáng. Bởi vì chúng ta đã học đến giờ này và đồng hành đến giờ này rồi, nhưng có những thầy cô không tham gia học mà thầy cô vẫn cứ đăng ký ấy, thì thầy đội nhóm hoàn toàn là từ chối. Bởi vì thực sự là thầy cô không có đồng hành mà tự nhiên thấy chuyển khoản, cứ chuyển khoản như là những người trong phòng Zoom này, cô Tâm rất là không nhất trí. Nên là chúng ta phải tự hào và chúng ta phải cảm ơn chính bản thân mình đã tham gia khóa học thì chúng ta mới có cái vinh dự đó và cái quyền lợi đấy. Thế là thầy cô hãy luôn luôn là giữ cái quyền lợi cho mình nhá. Đừng có bảo là ê, có 186 thôi vào học đi. Thế là giới thiệu xong người ta cũng chả biết học cái gì, người ta bảo ơ đây chuyển đi. Sau cuối cùng người ta vào lại bảo là gì? Ủa học cái gì đấy? Tức là người ta không hiểu được là khóa học nói về cái gì đúng không? Thế là thầy cô đã tham gia 3 buổi, hôm qua đã được đăng ký vé. Và hôm nay vẫn có những thầy cô đủ mong muốn thì cô Tâm sẽ giới thiệu tiếp. Thì bao nhiêu thầy cô sẵn sàng đón thêm đồng đội thì nhập vào chat sẵn sàng nào. Và chúng ta thấy thấy là gì? Những người hành động mạnh mẽ và những người sẵn sàng làm ngay thì luôn luôn có những cái quyền lợi tuyệt vời nhất. Đó là người làm sớm và hành động sớm. Rồi cô Tâm cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ với các thầy cô. Bởi thực sự là có từ sáng giờ có rất nhiều thầy cô hỏi. Nhưng mà cô Tâm cũng không muốn giải đáp. Bởi vì nếu giải đáp thì nó rất là khó để mà hình dung, cho nên là mời các thầy cô vào Zoom thì rất hy vọng là thầy cô sẽ nhận được giá trị này giống như các thầy cô ngày hôm qua. Và giống như ngày hôm qua thì cô Tâm nói là gì, cái khóa học về Canva nâng cao ấy có rất nhiều thầy cô đang nói là gì, đội nhóm là đang lỗ. Các thầy cô chưa học đã có rất nhiều lãi rồi đúng không? Nhưng thực sự đây là một quá trình
khi cô Tâm cùng đội nhóm chia sẻ đó là hỗ trợ thầy cô là chính, bởi vì với cái học phí như thế thì tính ra thì một buổi cô Tâm nói là chỉ đủ một cốc chè thôi đúng không, tính ra cả một tổng học phí thì cái quà tặng thầy cô nhận đã nhiều hơn rồi. Cho nên là cũng giới thiệu thêm với các thầy cô mà ngày hôm qua chúng ta chưa có cái vé này, thì chúc mừng thầy cô là hôm nay vào Zoom học và chúc mừng thầy cô là vẫn có cơ hội để nhận vé. Và với cái quá trình học thì chúng ta sẽ học vào buổi sáng chứ không học vào buổi tối, bởi vì buổi tối chúng ta cũng có rất nhiều Zoom đúng không ạ? Rồi, cảm ơn cô Hà. Thì cô đợi một chút nó bị đơ. Học vào buổi sáng, bao nhiêu thầy cô thấy là nếu chúng ta học buổi sáng ấy, chúng ta sẽ thấy rất là năng lượng hơn so với bình thường ạ. Buổi sáng là tinh thần sảng khoái đúng không ạ? Và cô Tâm rất hay dậy sớm để làm. Đấy, bên nhóm kia ông thầy ông đòi 1 triệu đấy, thấy không? Các thầy cô thấy nào? Thực sự là 4 giờ sáng đến 6 giờ. À, 4 giờ 45 thôi, còn nếu mà 4 giờ sáng thì sớm quá cô Hà. Rồi, tuyệt vời. À, khi chúng ta dậy sớm hơn, như hôm qua cô Tâm đã cho các thầy cô một từ khóa là gì? Dậy sớm hơn người khác là ít nhất là mình đã thành công với chính bản thân mình, đúng không? Và những người thành công thì thường người ta sẽ dậy sớm. Còn người dậy sớm thì chưa chắc đã thành công, nhưng ít nhất là mình thành công với bản thân mình đã. 5 giờ thì đến 6 giờ thì thực ra là 4 giờ 45 ấy với 5 giờ thì cô Tâm nghĩ nó không khác gì nhau đâu. Bởi vì khi chúng ta vào Zoom chúng ta ổn định một chút thời gian ban đầu ấy thì chúng ta sẽ có một thời gian học cố định. Nên là cố gắng là vào sớm một chút ạ. Giờ vàng đấy ạ. Đúng rồi, cảm ơn cô Dung. Và học vào 10 buổi. Số lượng là 10 buổi và học vào thứ 3, 5, 7. Và bắt đầu vào thứ 3 tuần sau là chúng ta sẽ khai giảng. Và với học phí thì như vừa rồi cô có nói là bên kia cái ông thầy nào ông đòi 1 triệu ấy, thì thực sự là với cái sự kiến thức học, tất cả những cái kiến thức học được ấy và những quà tặng thầy cô nhận được ấy thì nó cũng hoàn toàn xứng đáng. Ví dụ như cô Tâm dự kiến như này chẳng hạn, và cũng không phải là lấy với số tiền quá lớn như thế thì chắc chắn là thầy cô cũng sẽ không bao giờ tham gia đúng không, mà là Canva làm gì mà đắt thế, nhiều tiền này sao tôi tham gia được đúng không. Thế nên là vẫn hỗ trợ với cái mức học phí rất là ưu đãi là 1.386.000. Nhưng mà như cô Tâm hứa là buổi tối hôm nay thầy cô vào, cô Tâm vẫn dành ưu đãi cho các thầy cô. Nhưng nó sẽ là gì? Nó sẽ là những cái phần quà xứng đáng do những người hành động sớm. Trên trong buổi tối ngày hôm nay